Chào các bạn Các bạn đang nghe bộ truyện Linh dị Cửu Long Chéo Quang của tác giả Vũ Độc Linh Hồn Bộ truyện được chuyển thể phun trọn bộ thành truyện audio trên kênh youtube Thích Nghe Truyện 247 Trong quá trình dịch thuật và chuyển đổi, đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ, nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé Nếu thấy hay, các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé Xin cảm ơn chương 259, Trúc Long Pháp Thân một. Lúc đó, tôi vẫn chưa biết khuôn mặt của mộ dung Nguyên Duệ sau lớp mặt nạ như thế nào, nhưng chỉ nhìn bộ dạng thảm thương của cô ấy bây giờ đã thôi thúc tôi giết người rồi. Bản thân mộ dung Nguyên Duệ vốn không có lỗi, cô ấy chẳng qua chỉ là không muốn gả cho phù tô công tử. Vậy mà toàn cơ thượng sư lại chút giận lên cô, cưỡng ép bắt cô đến bồng lai tiên đảo. Nhìn dáng vẻ bây giờ của cô, đây có còn là tiên tử côn cô lôn mang phong thái của cô dạ tiên tử năm xưa không? Nghĩ đến mình là người đã gây ra nghiệp chướng cho cô ấy, lòng tôi càng đau khổ dần vặt hơn. Thế nào, người đau lòng cho cô ta à? Nếu không phải tại ngươi, mộ dung tiên tử mà ta yêu thương sao có thể trở thành nô lệ côn lôn, người mà mọi người trong cung như ý đều có thể sai khiến và sỉ nhục. Người đâu, tháo mặt nạ của cô ta xuống. Làm theo lời của toàn cơ thượng sư, một tiên tử đứng bên cạnh mộ dung nguyên duệ tháo mặt nạ trên mặt cô ra. Năm xưa, khi Phật gia cùng tôi và Liễu Hà Sầu đến Đàm Cửu Long, lần đầu nhìn thấy đôi mắt long lanh như thủy tinh ấy đã khiến tôi vô cùng sửng sốt. Nhưng nhìn vào khuôn mặt hiện giờ của mộ dung nguyên duệ, toàn thân tôi không nhịn được mà rét run. Mộ dung thà chết bảo vệ danh thiết, là cô ta tự mình cầu xin chịu nỗi đau do hàng ngàn con kiến hủy dung, ta chỉ đành bôi mật lên mặt cô ta để đáp ứng thỉnh cầu thôi. Toàn cơ thượng sư nói, nữ tử trên thế gian đều xem trọng dung mạo, mộ dung nguyên duệ lại là người có nhan sắc khuynh thành, vậy mà hiện giờ dung mạo của cô ấy đã hoàn toàn bị hủy hoại khuôn mặt của nàng đã bị ngàn con kiến kịch độc ăn mòn, dung chỉ đan cũng không thể cứu nổi, trừ khi đạt được thiên tôn, ngừng tụ ra đạo thể thì mới có thể khôi phục dung mạo. Ngoài cách đó ra, cho dù cô ấy có thể dùng phép biến thân, thì cũng sẽ là bộ dạng xấu xí như vậy. Có thật là ở bồng lai tiên đảo ai ai cũng coi thường cô ấy không? Tôi bình tĩnh hỏi, đúng vậy, vốn chẳng có ai xem cô ta là người mà đối đãi, ai cũng nói đó là nô lệ côn lôn, chẳng khác gì xúc vật. Toàn cơ thượng sư cười nhẹ đáp, ha ha, còn không phải do cô ta tự chuốc lấy khổ sao nếu chịu đi theo phúc thọ chân nhân với nhan sắc của cô ta thì sao có thể rơi vào bước đường cùng này ngọc tiêu tiên tử cười khúc khích nói được vốn dĩ ta đến bồng lai tiên đảo chỉ để cứu mộ dung nguyên duệ đại khai sát giới cũng chỉ để tìm được một lối ra bây giờ ta đổi ý rồi tôi nói ý định ban đầu của tôi chỉ là mộ dung nhưng dáng vẻ hiện giờ của cô ấy đã làm tôi thay đổi quyết định nếu người của bồng lai tiên đảo ai cũng có thể tùy ý sỉ nhục cô, vậy người ở đây ai cũng đều phải chết. Phàm là người có lòng tốt đều sẽ không để mộ dung phải chịu nhục nhã như vậy, huống hồ bọn họ đều là người của tiên đảo. Kể từ giây phút chiếc mặt nạ được tháo ra, tôi liền biết rằng tôi sẽ không thể nào trả nổi món nợ mà tôi đã nợ cô ấy. Vậy nên chỉ có thể đem tất cả những ái náy và tội lỗi này dồn vào thanh vấn thiên kiếm. Tôi phải dùng kiếm của mình chôn vùi toàn bộ bồng lai tiên đảo, đó là cái giá mà bọn họ phải trả khi dám sỉ nhục mộ dung nguyên duệ ba lá bùa mất hiệu lực đã khiến tôi mất đi sự trợ giúp của thần lực cho nên bây giờ toàn cơ thượng sư mới dám đứng trước mặt tôi mà buông lời khiêu khích bọn họ dựa vào tu vi của nửa bước thiên tôn cho rằng những quy tắc mà đại đạo kiểm soát luôn hơn tầm tôi nên mới không kiêng nể gì cả nhưng bọn họ không hiểu quy tắc của tôi càng không hiểu ý nghĩa thâm sâu của thất sát kiếm nắm vững thất sát pháp không dựa vào cảnh giới cao hay thấp mà chỉ phụ thuộc vào sát tâm và sát tính. Vào thời mặt Pháp khi chiến sự vẫn chưa xảy ra, nếu bàn về ai giết nhiều người nhất, trừ Thùy Họa, ngay cả tạ Lưu Vân cũng không thể so với tôi. Trong trận chiến với Giã Tiên, rất nhiều người đã chết dưới kiếm của tôi, mà vừa nãy có thêm ba tấm bổ thần trợ giúp, tôi đã giết không biết bao nhiêu đệ tử của Bồng Lai rồi. Sát tính đã thấm sâu vào xương tủy, mà sát tâm của tôi đã trở nên nồng nặc tột đỉnh kể từ lúc nhìn thấy mặt của mộ dung nguyên duệ. Tạ Lan, ba lá bùa đã hết hiệu lực, bây giờ ngươi có thể chết rồi, đánh. Nói xong, toàn cơ thượng sư dẫn đầu tế lên pháp kiếm. Kiếm dơ lên, tiên thiên canh kim điên cuồng ngưng tụ về phía thân kiếm, chớp mắt liền biến thành một con thủy long toàn thân xanh biếc. Thủy long gầm lên một tiếng rồi lao về phía tôi, tuy là pháp tướng, nhưng lại không uy mãnh bằng ngạo hàn ở hẻm núi băng. Hai tên nửa bước thiên tôn kia cũng thi triển quý thủy thuật pháp, toàn bộ thuật pháp mà người của bồng lai tiên đảo sử dụng đều lấy quý thủy làm cơ sở. Diệu âm thượng sư tạo ra u minh huyền thủy, còn ngọc tiêu tiên tử thổi khúc bích hải triều thanh u minh huyền thủy trí âm trí hàn không gì độc bằng ra thì tiếp xúc với nó sẽ bị thương bích hải triều thanh khiến thần thức ta hòa vào giai điệu từ đó thao túng ngũ quan lục thức của con người đừng nói tôi chỉ có thức thần kể cả là nguyên thần nếu đạo tâm không vững cũng sẽ bị nó khống chế quan trọng là khúc nhạc này còn có thể thu thập tiên thiên quý thủy chi khí đông hải minh mông rộng lớn đều là quý thủy tiên thiên quý thủy chi khí vốn đã vô cùng phong phú những đệ tử bồng lai khác không cùng nhau tấn công tôi bởi vì trong mắt bọn họ chỉ cần ba vị đảo chủ phu nhân này cũng đã đủ để tiêu diệt tôi rồi bởi vì dù sao tôi cũng chỉ thuộc cảnh giới hợp đạo mà thôi đáng tiếc thay tôi chắc phải làm bọn họ thất vọng rồi trong cuộc chiến vừa nãy từ đầu đến cuối tôi đều chỉ sử dụng sức mạnh của ba tấm bùa thần không chỉ chưa sử dụng đến sức mạnh của thất sát kiếm đến kiếm ý trong huyền quan cũng còn nguyên vẹn như cũ hậu hội vô kỳ vào khoảnh khắc khi ba người họ cùng nhau tấn công tôi tôi đã sử dụng chiêu thứ 5 trong thất sát kiếm. Chương 260, Trúc Long Pháp Thân 2 Tôi đã từng dùng chiêu kiếm này để tiêu diệt phù tô, nhưng lại bị hắn ta chắn lại bằng khiên quý thủy. Thực ra, kiếm này trừ sát cơ mạnh hơn kiếm thứ tư, căn bản không được xem là kiếm pháp để tấn công. Hậu hội vô kỳ đó là kiếm pháp duy nhất được dùng để trốn thoát trong thất sát kiếm. Lúc đó, tôi đã xem qua tất cả các kiếm phổ về võ đạo, mong muốn tạo ra một sát kiếm không hề hối hận mà tiến lên phía trước tuy nhiên sau khi tôi lĩnh ngộ ra chiêu kiếm thứ tư khởi nhật vô y tôi nhận ra rằng đuổi giết chém chóc đơn thuần vốn không thể nào phát huy hết sức mạnh của chiêu kiếm có đôi lúc né tránh chỉ là để khiến đòn tấn công trở nên càng mạnh mẽ có một loại binh pháp gọi là lấy lùi làm tiến sau khi thi triển tôi không hề nhắm thẳng vào ai mà lộn ngược người lại để mũi kiếm chạm đất kiếm khí sau khi chạm đất liền dội ngược lại sau đó cả người tôi liền bay lên trên không như sao băng và ẩn mình trong những đám mây mây trôi dập dềnh bên cạnh đã che giấu đi khí thức của tôi, nhưng lại không che giấu được sát khí khủng khiếp của tôi. Một giây sau, kiếm của tôi từ xa vụt tới, mạng của tôi coi như chết cũng đáng. Một kiếm này gần như tiêu hao hết toàn bộ kiếm ý trong huyền quan của tôi, cũng như nửa số thất sát pháp tắc. Kiếm từ trên trời xuống, nếu như rơi xuống đất, người phàm đã cảm ứng được một vùng kiếm khí. Tất cả những đệ tử bồng lai nằm trong phạm vi kiếm khí của tôi đều bị đả thương, và toàn cơ, diệu âm, Ngọc Tiêu ba vị nửa bước thiên tôn cũng không phải ngoại lệ. Với cảnh giới của bọn họ, phạm vi kiếm khí thông thường không thể làm khó được. Vì vậy tôi mới hy sinh kiếm ý của toàn bộ huyền quan, tha từ bỏ sát chiêu ở phía sau để khiến bọn họ rơi vào đường cùng. Những tiếng kêu thảm thiết vang lên, đệ tử bồng lai đa số là nữ, một kiếm này có tính sát thương cực lớn, không biết đã khiến bao nhiêu tiên tử ngọc nát hương tan. Chẳng phải do kiếm của tôi tàn nhẫn, mà do người ở đây đã khiến tôi tổn thương cùng cực. Thất sát chi đạo, người vốn dùng kiếm để nhập đạo đó chính là thất sát chi đạo toàn cơ thượng sư vừa kinh ngạc vừa tức giận nói mặc dù tức giận nhưng bà ta cũng chỉ có thể dồn toàn lực để chống đỡ đòn tấn công từ kiếm khí của tôi đạo mà các đệ tử bồng lai kết hợp đều liên quan tới quý thủy mà ngũ hành sinh khắc vàng chìm trong nước kiếm này của tôi từ trên trời rơi xuống kiếm khí trực tiếp thâm nhập vào huyền quan của bọn họ vì vậy nên cho dù bọn người toàn cơ có tu vi của nửa bước thiên tôn bây giờ cũng chỉ có thể dồn toàn lực để ngăn kiếm khí xâm nhập vào sâu hơn, bất cần một chút thôi là huyền quan sẽ bị kiếm khí của tôi hủy diệt. Việc này lạ lắm sao, mà đạo tổ sư năm xưa không phải dùng thất sát kiếm nhập đạo sao? Năm xưa là vậy, mà đạo tổ sư của bây giờ cũng sẽ là như vậy. Tôi lạnh nhạt nói, ha ha, vậy thì ngươi sẽ chết đó, ngươi dẫm vào vết xe đổ của hắn, kết cục rồi cũng sẽ như vậy thôi. Toàn cơ thượng sư cười lạnh nói, người đằng nào chẳng phải chết, ta trước giờ cũng chưa từng cầu mong trường sinh bất lão. Nói xong, tôi lại liên tiếp tung chiêu thất sát kiếm. Sau khi kiếm ý của huyền quan dần cạn kiệt, thất sát kiếm chỉ có thể liên hoàn tung chiêu mới có thể tiêu diệt hết toàn bộ bọn họ. Thế nên vào lúc này, phúc thọ chân nhân từ thiên giới phi vụt về phía tôi giống như sao băng, theo sát phía sau là tạ lưu vân. Người chưa thấy bóng, nhưng một con trúc long đã ngẩng cao đầu lao về phía tôi. Theo ghi chép của Sơn Hải Kinh, trúc long thân dài ngàn dặm, mặt người thân rắn, sống ở nơi cực lạnh ở phương Bắc, khi nó mở mắt là ban ngày, nhắm mắt lại là ban đêm, thổi ra là mùa đông, hít vào là mùa hè, có khả năng hô mưa gọi gió. Trúc Long trước mặt tuy không phải là Trúc Long thực sự, nhưng linh hồn của nó lại sống động như thật, khí thế vượt xa nửa bước thiên tôn, ngay lập tức tôi cảm nhận được một sự nguy hiểm đang kề cận. Tôi hiểu ra rồi, con Trúc Long này không phải là pháp tướng, mà là pháp thân của Phúc Thọ chân Nhân. Phúc Thọ chân Nhân vốn không phải là người tu hành, hắn là Trúc Long đắc đạo, Vốn dĩ hắn là người của Đông Hải Long tộc, huyết mạch Hồng Hoang, tôi không ngờ rằng phúc thọ chân nhân lại chảy trong mình huyết mạch của Hồng Hoang. Bảo sao hắn ta có thể dùng lấy âm bổ dương để hợp đạo, là bởi vì ngay từ đầu hắn đã không phải là đạo sĩ chân chính, sức mạnh của hắn đến từ thức tỉnh huyết mạch. Loài rắn thường phóng túng hoang dâm, trúc long còn hơn cả vậy. Đồng thời trúc long còn rất giỏi nắm bắt tâm lý phụ nữ, những người bị nó làm nhục thì cả đời này sẽ phải nhận nó là chủ, đến chết mới được giải thoát. Điều đó cũng có nghĩa là cho dù tôi có giết hết những tiên tử ở đây hay không, thì bọn họ cũng sẽ không còn ý thức rõ ràng và độc lập nữa, bởi vì thần thức của họ đã bị trúc long chi phối từ lâu rồi. Chân thân của Phúc Thọ chân nhân đang chiến đấu ác liệt với Tạ Lưu Vân, nên chỉ đành để lộ con át chủ bài của mình, phân pháp thân ra để giết tôi nhằm cứu toàn cơ thượng sư và những người đang bị nhốt trong phạm vi kiếm khí của tôi. Lúc này tôi chỉ có hai lựa chọn, một là liều mạng giết hết đệ tử Bồng Lai, sau đó bị trúc long giết hai là ngưng tụ toàn bộ sức mạnh của thất sát kiếm để xuất chiêu liều mạng đến cùng với trúc long nhưng cho dù tôi có thể đỡ được một chiêu của trúc long thì đợi đến lúc vùng kiếm khí biến mất tôi chắc chắn sẽ bị bọn người toàn cơ đuổi giết bỏ đi nếu tôi đã nợ mộ dung một món nợ nhân quả thì tôi sẽ lấy mạng này ra để trả cho cô ấy không như tạ lưu vân chết là hết chẳng nợ ai cái gì sau khi giết hết bọn người toàn cơ tạ lưu vân chắc chắn sẽ nể tình cung chủ giao trì mà cứu lấy mộ dung nguyên duệ sau khi đã suy nghĩ kỹ càng, tôi dứt khoát rút kiếm ra, ngưng tụ toàn bộ thất sát pháp, dáng một kiếm vào bọn người toàn cơ. chương 261, Thân thế của Mộ Dung một Vừa tung kiếm ra, toàn cơ thượng sư liền thét lên một tiếng, những người bị vây khốn trong vùng kiếm khí của tôi cũng đều hét lên thất thanh. Bọn họ cũng đã nhận thấy quyết tâm của tôi và cũng thấy kiếm này của tôi tung ra vô cùng dứt khoát. Tạ Lan, người điên rồi à toàn cơ thượng sư gào lên. Ha ha, không phải ngươi luôn mong ta chết đi sao? Đáng tiếc, cho dù ta có chết người cũng không thể nhìn thấy rồi. Kiếm khí xuyên qua cơ thể, nội ứng ngoại hợp với kiếm khí trong huyền quan của bọn họ. Kiếm này lấy toàn cơ thượng sư làm trọng tâm, vì vậy huyền quan của bà ta vỡ tan đầu tiên. Ngay sau đó, huyền quan của diệu âm, Ngọc Tiêu cũng lần lượt vỡ tan. Nguyên thần hoảng hốt lo sợ muốn thoát khỏi huyền quan của bọn họ, nhưng trong phạm vi bao phủ của kiếm khí, nguyên thần chơi trọi nào dễ dàng trốn đi, liền trực tiếp tan biến. Ngoại trừ ba người này, tất cả những đệ tử bồng lai đủ sức để chiến đấu với tôi trên quảng trường cung như ý đều đã ngã dạp xuống hết rồi. Từ khi bắt đầu cuộc chiến, đã có khoảng hơn 600 đệ tử của bồng lai tiên đảo chết dưới kiếm của tôi. Đây là cuộc chiến khiến tôi thỏa mãn nhất trong đời, và nó cũng làm lộ rõ bản chất của sát kiếm. Cái gọi là dĩ sát chỉ sát tức là dùng việc giết người để ngăn chặn việc giết chóc chính là như vậy, nếu bạo lực không vì để giết chóc thì nó sẽ trở nên vô nghĩa. Mà đạo tổ sư dạy mọi người lục đạo không chỉ là dựa vào tấm lòng từ bi, mà còn nhờ vô danh kiếm của ông ấy nữa. Sự thành công của một vị tướng là nhờ sự hy sinh của hàng ngàn binh sĩ, sự thành lập của ma đạo tổ đình cung điện vô danh vốn là do phá quân và ma đạo tổ sư liên thủ, cùng tiêu diệt người của hai đạo nhân tiên để tạo ra gian sơn này. Nếu không phải nhờ công lực từ ba lá bổ thần, chỉ dựa vào mỗi mình tôi thì chắc chắn không thể đạt được kết quả như vậy. Nhưng tiếc rằng chiến tích dù vẻ vang đến mấy, thì bây giờ tôi cũng là kẻ sắp chết rồi. Trúc Long liên tục gầm lên mấy tiếng, nó há miệng phun ra một làn hơi cực lạnh về phía tôi, Trúc Long thở ra hơi khí lạnh như mùa đông, hơi thở lạnh giá còn chưa kịp thấm vào cơ thể, huyết mạch toàn thân tôi đã đông cứng lại, thậm chí đến thần thức cũng bị tê liệt. Nhưng mà như vậy cũng hay, đỡ cho tôi trước lúc chết còn phải nhìn lại nửa đời trước của mình, không cần nghĩ đến việc khi Thủy Họa biết tin tôi chết sẽ đau lòng ra sao. Đáng tiếc vẫn chưa thể hoàn thành những việc đã hứa với cô ấy, Cô ấy có ký ức của phá quân, không muốn lại phải nghe thấy tin tử trận của ma đạo tổ sư nữa. Hôm ấy cô từng nói với tôi rằng, nếu kiếp này chúng tôi có chết, cô ấy muốn được chết trước mặt tôi. Thần thức tê liệt, nước mắt chưa kịp tràn khỏi hốc mắt đã hóa thành băng. Thế giới trước mắt tôi như dừng lại ngay giây phút này, chỉ có thể thấy nó hít một hơi thật sâu rồi nhắm về phía tôi, tôi còn nhìn thấy một dòng ly hỏa trong cổ họng nó đang chuẩn bị phun ra. Lúc này là lúc sức mạnh của quý thủy mạnh nhất, năng lượng của ngọn lửa này là do phúc thọ chân nhân dùng thuật lấy âm bổ dương để ngưng tụ chân hỏa của mình, uy lực của nó còn ghê gớm hơn cả thở ra băng. Nếu rơi vào người tôi, thì cho dù đã hóa thánh cũng sẽ lập tức biến thành cho bụi. Nhưng vào lúc dòng ly hỏa chuẩn bị phun ra, đột nhiên có một thanh đoạn kiếm trắng như ngọc từ xa bay tới. Đây chính là thanh kiếm cái tam ngũ chảm tà mà tạ Lưu Vân từng nhắc tới, kiếm này nhanh như chớp, ly hỏa còn chưa kịp phun ra, nó đã đâm vào hàm trên của Trúc Long và đâm xuyên qua cả hàm dưới, cứ như vậy miệng của Trúc Long đã bị nó khóa lại. Chỉ nghe thấy một tiếng gào thảm thiết, bản thân Trúc Long đang bị sức mạnh của ly hỏa phản lại, cơ thể khổng lồ của nó không ngừng dẫy ruộng. Trúc Long tuy chỉ là pháp thân, không phải Trúc Long thật sự trong truyền thuyết, nhưng nó cũng dài đến mấy chục thước, chiều ngang tầm năm, sáu thước, đuôi của nó quét qua một cái, toàn bộ hoa cỏ, đình viện, phòng ốc ở đây đều đổ sụp xuống. Chết nhưng không ngã, tuy Trúc Long bị ly hỏa của chính mình phản lại, thần thức đã hỗn loạn nhưng sẽ không chết nhanh như vậy bay thẳng lên trời rồi lại đâm sầm xuống đất chúc long điên cuồng phá hủy tất cả mọi thứ mà nó chạm phải những đệ tử cấp thấp của bồng lai đứng trước cổng cung như ý lại lần nữa hoảng sợ trốn vào trong cung chỉ để lại một mình mộ dung nguyên duệ thẫn thờ đứng đó đến lúc này đã không một ai để ý đến cô nữa đột nhiên đuôi rồng chuyển hướng quét thẳng về phía tôi tuy rằng muốn tránh đi nhưng băng trên người còn chưa tan tôi căn bản không thể động đậy được lúc này mộ dung nguyên duệ kéo theo xích sắt chạy về phía tôi chân khí kinh mạch của cô ấy đã bị người của bồng lai tiên đảo phong ấn từ lâu không thể thi triển bất kỳ thân pháp nào chỉ có thể dùng sức lực của người bình thường gắng sức chạy về phía tôi đuôi rồng lại quét thêm một cái uy lực vô cùng to lớn bất kể là cô ấy hay tôi chỉ cần bị đuôi rồng quét chúng thể phách dù có mạnh đến mức nào cũng sẽ bị nó nghiền thành bột vào lúc tôi sắp bị đuôi của trúc long quét chúng mộ dung nguyên duệ đã dùng toàn lực đẩy tôi ra xa còn cô ấy lại bị đuôi rồng sượt qua phút chốc đạo bào liền nhuốm đầy máu nếu cô ấy chậm một chút nữa thôi, nhất định sẽ bị đuôi rồng quét chúng. Hậu quả không thể tưởng tượng được, bây giờ cô ấy đã ngất đi vì đau đớn mà không thể nói một lời nào, cơ thể yếu ớt của cô ấy đang áp vào trước ngực tôi. Tôi nhẹ nhàng điều chỉnh hơi thở, luồng gió phục hồi trong huyền quan từ từ đả thông huyết mạch bị đông cứng của tôi, chân khí cũng bắt đầu lưu thông trở lại. Sau một lúc, cuối cùng tôi cũng lấy lại được khả năng hành động. Đau khổ không hề vô ích, sau khi kinh qua thống khổ tiên thiên ly hỏa của Hồ Tam Thái Gia, cơ thể của tôi hiện giờ đã có thể tự động hóa giải một phần của tiên thiên ly hỏa chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày liền có thể tự hồi phục tôi lấy kiếm chém đứt dây chói và dây xích trên chân của mộ dung nguyên duệ sau đó ôm lấy cô ấy đi vào cung như ý trúc long còn chưa chết bên ngoài cực kỳ nguy hiểm hiện giờ bên trong cung như ý còn có cả trăm đệ tử cấp thấp của bồng lai tiên đảo ánh mắt bọn họ nhìn tôi tràn ngập sự sợ hãi sát kiếm của tôi đã để lại ấn tượng khó phai trong lòng họ một kiếm đã giết chết ba vị nửa bước thiên tôn, sát khí ngút trời. Cũng may dựa vào tu vi của bọn họ căn bản không thể nhìn ra hiện giờ tôi không giải phóng được kiếm khí, kiếm ý của huyền quan không còn, sức mạnh của thất sát kiếm cũng đã cạn kiệt. chương 262, Thân thế của Mộ Dung 2 Nếu còn đánh tiếp với bọn họ, e rằng thân thể tôi sẽ lại giống với trước lúc thánh hóa, phải đặt cược sinh mạng mình vào đây. Cái mạng tôi sớm đã bị Trúc Long thổi đi mất phân nửa, nếu thật sự phải đánh nhau, e rằng tôi hoàn toàn không phải đối thủ của bọn họ. Nếu không muốn chết thì nhanh chóng đem toàn bộ tiên đan linh dược trong cung như ý ra hết đây. Tôi lạnh lùng nói, đệ tử của bồng lai tiên đảo ngây người nhìn tôi, nhưng không có người nào nhúc nhích. Thấy vậy tôi liền dơ vấn thiên kiếm trong tay lên. Đạo tổ, không phải chúng tôi không muốn giúp người, mà do thân phận chúng tôi thấp kém, không biết linh dược của tiên đảo được giấu ở đâu. Một nữ đệ tử dũng cảm đứng dậy nói, đưa ta đi gặp phù tô. Phù Tô ở tại một căn mật thất trong cung Như Ý, lúc này hắn ta đang ân ái cùng với hai nữ đệ tử. Không phải do Phù Tô đã khôi phục bản tính, mà do Phúc Thọ chân nhân cho rằng cách này sẽ giúp khơi gợi lại ký ức của Phù Tô. Lúc tôi ôm mộ dung nguyên duệ xông vào phòng, hai nữ tử kia chắc cũng là phong lưu quen thói, không hề che chắn gì, chỉ là là bị sát khí của tôi dọa sợ. Cút hai nữ tử kia liền chạy thẳng ra ngoài, trên người còn không có mảnh vải che thân. Tôi thở dài trong lòng, khó trách mộ dung nguyên duệ không muốn gả cho phù tô bồng lai tiên đảo chỗ nào cũng bẩn thỉu đừng nói đến tiên tử băng thanh ngọc khiết như nàng đến nữ tử bình thường cũng không có mấy người muốn đến nơi này từ sau khi phúc thọ chân nhân lên làm đạo trưởng của bồng lai tiên đảo thì ở đây chỉ nghe theo lệnh chứ không hề được triệu kiến mà phúc thọ chân nhân chỉ là một danh xưng trong tiên đạo thân phận thực sự của ông ta vẫn là dị long không phải do tiên đạo dung túng hắn mà bởi vì hắn là một trong 10 cao thủ của tiên đạo vào thời đại mạt Pháp, hắn được xem như cao thủ hàng đầu. Người này lấy hiệu là Phúc Thọ chân Nhân, đã sống gần 3.000 năm, lúc đầu hắn dùng hình dạng Trúc Long để đấu tranh cho tiên đạo, lập nên chiến tích hiển hách. Sau khi hóa thành hình người mới bắt đầu tu hành đạo Pháp, sau khi đạt được nửa bước thiên tôn thì tiên đạo mới cho hắn đến Bồng Lai làm đạo trưởng. Bồng Lai tiên đạo mặc dù có nhiều nữ đệ tử, nhưng không phải tất cả đều do hắn bắt từ nhân gian về, trong số đó có một vài người đã hơn 500 tuổi, không biết những người này đã luân hồi bao nhiêu kiếp ở nhân gian rồi. Những nữ đệ tử này sở dĩ tôn hắn làm chủ, một là do bị hắn kiểm soát tâm trí, hai là do ham muốn có được pháp thuật trường sinh do hắn ban cho và cơ duyên để tu đạo. Huống hồ Bồng Lai Tiên Đảo mát mẻ quanh năm, xung quanh được bao phủ bởi tiên khí, tránh xa mọi phiền muộn đau khổ của nhân gian. Phúc Thọ Chân Nhân chỉ thu nhận nam đệ tử, ngoại trừ để cho đủ số lượng tiên đồng ra, còn lại là để làm tay hầu cho ba vị phu nhân của hắn trừ khi nam đệ tử đó là người có thiên phú cực cao thì mới có thể được hắn truyền thụ thuật pháp thần thông được thưởng thức linh dược trên đảo thậm chí là được sở hữu cả nữ đệ tử ở bồng lai danh tiếng của bồng lai tiên đảo coi như đều bị phúc thọ chân nhân hủy hoại hoàn toàn lúc này mộ dung nguyên duệ vẫn còn hôn mê trên mặt không còn đeo mặt nạ tên phù tô công tử kia tuy chỉ còn lại một tia thần thức nhưng vẫn biết phân biệt xấu đẹp liền chỉ vào mộ dung nguyên duệ hét lớn đồ xấu xí tôi không cần đồ xấu xí tôi thầm nghĩ nếu không phải do ngươi thì mộ dung nguyên duệ đâu biến thành bộ dạng hôm nay lần trước tôi đã định giết hắn rồi lần này nhất định không thể tha cho hắn nữa một kiếm xuyên tim phù tô lập tức ngã xuống đất tia thần thức còn sót lại kia vốn không nên ở lại nhân gian sau khi rời khỏi cơ thể liền lập tức tan biến mọi việc đều giống như tôi dự đoán căn mật thất mà phù tô ở chứa đầy linh dược tôi tìm được mấy viên thiên linh trí bảo để củng cố tinh khí bồi bổ khí huyết sau đó liền một hơi uống hết nguyên khí trong cơ thể không còn bao nhiêu đành phải dùng cách này để nhanh chóng hồi phục nguyên khí khắp người mộ dung nguyên duệ đều là vết thương quần áo bên trong loang lổ vết máu không biết cô đã phải chịu bao nhiêu cực hình đau đớn vết thương nghiêm trọng nhất ở vai vẫn còn đang chảy máu tôi cố ý lau bằng linh dược nhưng chưa kịp cởi đồ của cô ấy ra thì cô ấy đã tỉnh dậy cô ấy hét lớn nếu ngươi chạm vào ta thì ta sẽ tự sát ngươi đã đồng ý với ta ta cũng đã hủy dung để giữ gìn sự trong trắng tôi nghe cô ấy nói mà xót xa trong lòng nhẹ giọng gọi tên cô ấy thấy cô ấy không hề có phản ứng gì mới biết cô ấy chưa thực sự tỉnh lại khi tôi vẫn đang thương cảm cho cô ấy thì tạ lưu vân đột nhiên bước vào mặc dù nhìn có vẻ rất thảm hại nhưng tinh thần lại vô cùng sảng khoái phúc thọ chân nhân đâu rồi tôi hỏi hắn ta đã giết cả người và rồng rồi cô ấy có phải là mộ dung nguyên duệ không tạ lưu vân hỏi tôi ừ ngươi định như thế nào tôi muốn mang cô ấy đi lần này ý tôi đã quyết tốt lắm, đây chính là ý định ban đầu của ta, dốc sức giúp ngươi giải cứu cô, ta không muốn bi kịch của ta và giao trì cung chủ lặp lại với đời của ngươi. Tạ Lưu Vân nói, hai người các ngươi khỏi cần giả bộ diễn kịch nữa, đồ đệ của ta chỉ có thể cùng ta trở về côn lôn. Không ngờ giao trì cung chủ cũng tới đây rồi, sau khi giao trì cung chủ xuất hiện, liền sai người cướp lấy mộ dung nguyên duệ từ trong lòng tôi. Sau đó hạ lệnh cho những cao thủ của côn lôn tiên đạo bắt đầu một cuộc tàn sát đẫm máu với những đệ tử còn lại của bồng lai tiên đạo. Một lúc sau, cả bồng lai tiên đảo không còn sót lại một bóng đồ đệ của phúc thọ chân nhân, tất cả bọn họ đều bị giết sạch. Bên ngoài cung như ý là một mớ hỗn độn, pháp thân của Trúc Long đã biến mất, còn phúc thọ chân nhân đến một tia thần thức cũng không còn. Một trong mười cao thủ thời đại mạt Pháp cũng không đánh lại tạ Lưu Vân, giống như những vị nửa bước thiên tôn bị một kẻ vừa mới dùng kiếm nhập đạo như tôi tiêu diệt. Lúc này, mộ dung nguyên duệ đã tỉnh lại, nàng đeo lại mặt nạ, khiến tôi không còn nhìn thấy biểu cảm trên mặt nàng nữa tỉnh rồi sao sao trì cung chủ hỏi vâng ạ à, mộ dung nguyên duệ gật đầu quay người đi về phía tôi nếu bây giờ ta xin ngươi một danh phận ngươi có cho ta không tôi không thể tôi đáp ngươi vì cứu ta mà mạng cũng không màng vậy mà không thể cho ta một danh phận sao nếu ta cho ngươi vậy ngươi có thực sự cần nó không tôi hỏi vặn lại được lắm tạ lan ngươi hãy nhớ cho kỹ lúc ta tháo mặt nạ ra chắc chắn sẽ tự tay tới giết ngươi nói xong Mộ Dung Nguyên Duệ và Giao Trì Cung Chủ liền dẫn người rời đi, hướng về phía tây côn lôn bay mất. chương 263, gặp lại anh Linh một. Sau khi người của côn lôn tiên đảo rời đi, tôi và Tạ Lưu Vân ngước nhìn lên bầu trời hồi lâu mà không nói lời nào. Ai ra, so với tâm kế của phụ nữ, ta cảm thấy sự vô liêm sỉ của chúng ta không đáng nhắc đến đó. Tạ Lưu Vân thở dài nói, tại sao ngươi lại nói thế? Tôi hỏi, ta đối với Minh Nguyệt có tình cảm hay không trong lòng cô ấy hẳn hiểu rõ, cho nên cô ấy thừa biết ta sẽ giúp cô ấy cứu mộ dung nguyên duệ ra ngoài trên thực tế người thật sự muốn hủy diệt người của bồng lai tiên đảo chính là cô ấy chúng ta đều bị cô ấy lợi dụng rồi tạ lưu vân nói từ đầu đến cuối côn lôn tiên đạo mới là người muốn diệt bồng lai thứ nhất là bởi vì phúc thọ chân nhân quá đỗi sắc sược thứ hai côn lôn tiên đảo nếu muốn nhập thế ở thời đại mạt pháp cũng cần một cái cớ mà tôi và tạ lưu vân đã giết chết phúc thọ chân nhân và ba vị đạo lữ của hắn chẳng khác nào hủy hết đạo trường của tiên đạo cả Phúc Thọ chân Nhân lại là đại nhân vật có sức ảnh hưởng rất lớn với tiên đạo, như vậy là đã cho côn lôn tiên đạo lý do để nhập thế rồi. Bọn họ có thể nói với bên ngoài chính nhân đạo và ma đạo đã khơi mào cuộc chiến ba bên, như vậy côn lôn tiên đạo đã có thể tiến hành nhập thế. Sau khi cung chủ giao trì giết người diệt khẩu, tôi và tạ Lưu Vân có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch nổi. Đó vẫn chưa phải là điểm mấu chốt, quan trọng nhất nằm ở mộ dung nguyên duệ. Tiên đạo không ra mặt ở thời đại mặt Pháp, trừ khi người đứng đầu nhân đạo và ma đạo cùng xuất hiện, tiên đạo mới thức tỉnh. Trước khi chúng tôi đến, mộ dung nguyên duệ vẫn chỉ là một đệ tử bình thường của côn lôn tiên đạo, thiên phú tuy cao, nhìn khắp tiên đạo lại cũng không tính là gì. Tuy nhiên khoảnh khắc tôi cùng tạ Lưu Vân bước lên bồng lai tiên đạo đó, mộ dung nguyên duệ đã thức tỉnh túc mệnh, trở thành người cầm cờ của tiên đạo, dương lên ngọn cờ chiêu hồn của tiên đạo. Đây mới chính là kế hoạch thật sự của cung chủ giao trì, mục đích của bà ta không chỉ là muốn tiêu diệt bồng lai tiên đảo để làm cái cớ cho tiên đạo nhập thế, mà còn muốn tôi và tạ Lưu Vân đồng thời hiện thân, tam phương hội tụ, thức tỉnh lá cờ chiêu hồn mà mộ dung nguyên duệ nắm giữ. Thật sự nếu chúng tôi không đi cứu mộ dung nguyên duệ, mộ dung nguyên duệ cũng sẽ vô sự. Mộ dung có khí số, phúc thọ chân nhân nhiều nhất cũng chỉ gây khó dễ chứ căn bản không thể làm hại đến cô ấy. Ba lá cờ chiêu hồn, mà đạo là chữ ma, nhân đạo là chữ đạo, còn tiên đạo được thiên đạo chiếu cố nhất, trên lá cờ viết một chữ thiên. Bất luận là nhân đạo hay tiên đạo, đều lấy thiên đạo làm trọng, cờ chiêu hồn của bọn họ ghép lại với nhau vừa hay là hai chữ thiên đạo. Chỉ có ma đạo tổ sư mới dám đặt thiên đạo bên trong chúng sinh, lá cờ chiêu hồn viết một chữ ma, vì vậy ông ấy mới có kết cục đồng quy với đất trời. Tạ Lan, người thông minh hơn ta nghĩ đó, người làm sao nhìn ra được mộ dung nguyên duệ có vấn đề vậy? Tạ Lưu Vân hỏi tôi, trước khi tôi đến đây vợ của tôi đã nói với tôi một câu, Cô ấy nói mộ dung nguyên duệ không phải dễ chọc giận đâu. Tôi ngẫm nghĩ rồi nói, ha ha, đây chính là điểm đáng sợ nhất của trực giác phụ nữ, đến ta cũng chưa nghĩ đến người cầm cờ tiên đạo ở thời này lại là cô ấy. Cũng may là người không cưới cô ấy, cưới cô ấy rồi thì ma đạo sẽ không còn chút hy vọng nào nữa, so với việc ta cưới Minh Nguyệt năm đó còn hung hiểm hơn. Tạ Lưu Vân nói, mục đích lớn nhất côn lôn tuyển rể không phải khiến đạo môn tàn sát làm tổn hại vận khí, mà là để tìm ra đứa con vận mệnh, người cầm cờ của đạo môn. Côn lôn tuyển dễ chọn lựa tinh anh của tinh anh, mà loại người này là có khả năng được chọn làm người cầm cờ của nhân đạo nhất, nắm giữ cờ chiêu hồn của nhân đạo, đồng thời gánh vác số khí của nhân đạo trong thời đại mạt Pháp. Nếu tạ lưu vân đạo tâm không vững, năm đó thật sự thành hôn với cung chủ giao trì, toàn bộ số khí của nhân đạo trên người ông ta đều giao hết cho tiên đạo. Cho nên ông ta thả mang cái danh vô sỉ, cũng không nguyện ý có bất cứ can hệ nào với cung chủ giao trì. Cũng như những lợi ích mà nhân đạo có được từ của hồi môn của tiên đạo, có chân quý đến mấy cũng làm sao có thể so được với số khí của nhân đạo. Mộ Dung Nguyên giổi cầm cờ tiên đạo, còn tôi nắm giữ cờ chiêu hồn của ma đạo, hai người chúng tôi đều mang số khí trên người. Số khí tiên đạo mạnh hơn ma đạo nhiều, chỉ cần tôi và cô ấy sớm tối bên nhau, hai mặt tương tranh thì số khí của ma đạo sớm muộn cũng bị cô ấy bảo mòn đến nửa phần cũng chẳng còn. Nếu như vậy, tiên đạo không cần xuất nhất binh nhất tướng, cũng có thể làm ma đạo tan rã từ gốc rễ. Ta chỉ có một điểm nghĩ không thông. Vốn dĩ trúc long có thể giết chết ngươi, vậy tại sao sau khi thức tỉnh túc mệnh Mộ Dung Nguyên Duệ lại muốn cứu ngươi vậy?" Tạ Lưu Vân hỏi, chương 264, gặp lại anh linh hai. Trước đây Côn cô Lôn không đối phó với tôi, là bởi vì lúc đó thân phận của tôi chưa bại lộ, nhưng sau trận chiến Hàn Hoang, thiên hạ đều biết tôi là Ma đạo tổ sư. Sau khi Tạ Lưu Vân xuất thế, Mộ Dung Nguyên Duệ thức tỉnh túc mệnh, dựa vào thân phận của cô ấy, đáng ra cô ấy phải vui vẻ nhìn tôi bị trúc long giết mới phải tại sao lại muốn cứu tôi nhỉ ta cũng không biết tôi cười khổ nói hoặc là cô ấy thật sự động tình với ngươi rồi tạ lưu vân nói dù có động tình hay không giữa ta và cô ấy đã không còn dây dưa tình duyên nữa nếu có chỉ là kẻ thù về túc mệnh mà thôi tôi nói cũng phải mộ dung nguyên duệ cũng nói rồi đợi đến lúc cô ấy tháo mặt nạ xuống chắc chắn sẽ đến giết ngươi bây giờ phải xem ngươi và cô ấy ai sẽ chứng đắc thiên tôn trước đây chỉ sau khi mộ dung chứng đắc thiên tôn cô ấy mới hồi phục dung nhan lộ diện trước mặt mọi người lúc cô ấy tháo bỏ mặt nạ xuống có nghĩa là cô ấy đã chứng đắc thiên tôn đại đạo đến lúc đó có thể không kiêng nể gì mà ra tay với tôi rồi trở thành thiên tôn nào có dễ dàng như vậy thời đại mạt pháp sẽ không kết thúc sớm như vậy chứ tôi hỏi sẽ nhanh thôi hôm nay ba lá cờ chiêu hồn đã ứng kiếp nhập thế điều này biểu thị đại nạn ở thời đại hỗn loạn sắp tái xuất ở nhân gian rồi nếu như vậy ta phải nỗ lực gấp bội mới được ta phải nhanh chóng trở về tham dự đại hội đạo môn, người có muốn cùng ta đến núi Long Hổ xem không? Tạ Lưu Vân hỏi tôi, không đi, tôi trực tiếp từ chối. Sao thế, sợ ta có âm mưu với ngươi sao? Ngươi vô sỉ như vậy, ta tính kế không bằng ngươi. Nói về chuyện hôm nay, ngươi dám nói ngươi thật sự không biết gì sao? Thật sự không biết mà, đồ lừa đảo, tôi không khách khí nói. Hậu quả lớn nhất sau chuyện ở Bồng Lai là mở đường cho tiên đạo nhập thế, thức tỉnh cờ chiêu hồn của mộ dung nguyên duệ. Sau khi Tiên đạo nhập thế tự nhiên sẽ trở thành kẻ thù của Ma đạo và Nhân đạo, Nhân đạo có hắn ta có thể kháng cự, còn Ma đạo của tôi lấy gì để ứng phó với sự đàn áp của Tiên đạo đây? Trận chiến phong thần, Tiên đạo là bên thắng lớn nhất, bọn họ không chỉ chiếm được Thiên đình, mà còn có được sự tận hiến của các thế lực ở nhân gian. Chẳng hạn như Giả Tiên, tuy trên danh nghĩa Giả Tiên tôn thờ nữ oa, nhưng thứ mà bọn chúng truy cầu lại là Thiên đình mà Tiên đạo đang nắm giữ mạnh như hồ tam thái gia mà sau khi thăng thiên chẳng qua cũng chỉ muốn được xếp vào hàng ngũ tiên của thiên đình mà thôi. Một khi tiên đạo tuyên bố nhập thế, tôi tin rằng không bao lâu sau, liễu như thị sẽ lần thứ hai lãnh đạo đại quân tiến đánh hàn hoang. Đến lúc đó bọn chúng sẽ có cao thủ tiên đạo tương trợ, mà đạo của tôi sẽ nguy khốn, hoặc căn bản không cần đợi đến khi thời đại mạt pháp kết thúc, mà đạo sẽ biến mất khỏi nhân gian. Thế nên tạ Lưu Vân nói không biết gì, hắn cũng nằm trong kế hoạch của cung chủ giao đài nên mới đến bồng lai, tất nhiên tôi không tin. Có thật ngươi sẽ không ra tay với ma đạo không? Tôi hỏi tạ Lưu Vân, tiêu diệt ma đạo thì nhân đạo của ta có ích lợi gì? Tạ Lưu Vân hỏi ngược lại tôi, ngươi trăm phương ngàn kế ép tiên đạo xuất thế, không phải là muốn mượn tay bọn họ tiêu diệt ma đạo bọn ta sao? Ta thừa nhận là có tâm tư này, sao phải phiền phức như vậy, ngươi trực tiếp ra tay là được rồi, còn có thể để lại tiếng thơm vạn cổ. Tôi nói, Ngươi xem thiên tôn của ma đạo các ngươi là hàng trưng bày à? Ta có thể muốn là người chứng được đại đạo, nhưng không hề muốn cùng bọn họ đồng quy vô tận nhé. Theo lời của tạ Lưu Vân, thiên tôn của ma đạo là kẻ điên, hắn muốn hủy diệt tôi ở thời đại mặt Pháp, thì thiên tôn dù có phải ngã xuống cũng phải giết hắn. Không những hắn sẽ không ra tay với ma đạo, sau khi nhập thế tiên đạo cũng sẽ không ồ ạt suốt binh tiến đánh ma đạo, nhiều nhất là ở sau lưng giã tiên thêm dầu vào lửa thôi. Nguyên do đều như nhau, Ma đạo vẫn còn hai vị thiên tôn tại thế Có thể giết hắn Đương nhiên cũng có thể giết Mộ Dung Nguyên Duệ rồi Hắn và Mộ Dung Nguyên Duệ Bất luận ai chịu thương tổn Thì bên còn lại đều đắc lợi Càng huống chi Với số khí của ma Đạo hiện tại Bọn họ thật sự lo lắng ma đạo sẽ ngóc đầu trở lại trong tương lai Ma đạo chỉ còn lại hai vị thiên tôn Không nói tiền đạo khắp bầu trời thần minh Có bao nhiêu thiên tôn Chỉ duy trong hàm cốc quan của nhân đạo Trải qua 3.000 năm tu sinh dưỡng thức Thiên tôn đều có hàng chục vị chỉ là do hạn chế ở thời đại mặt pháp bọn họ không thể xuất thế mà thôi tuy nhiên ma đạo của tôi thật sự hết hy vọng rồi sao mọi sự tại nhân chỉ cần thời đại mặt pháp một ngày chưa kết thúc tôi sẽ không từ bỏ phấn đấu vì đại nghiệp của ma đạo đâu sau khi tạ lưu vân đi tôi không vội rời khỏi đó ở lại bồng lai tiên đảo thêm vài ngày đợi đến khi kiếm ý trong huyền quan tràn đầy trở lại sau khi sức mạnh pháp quy thất sát toàn bộ phục hồi mới ngự kiếm rời đi trận chiến ở bồng lai khiến tôi có thể ngộ thêm vài phần đối với sát kiếm cũng đã có thể kiểm soát nhiều hơn pháp quy của thất sát chỉ là nếu muốn kiểm soát toàn bộ không biết phải qua bao nhiêu trận chiến sinh tử nữa mới có thể làm được đợi đến lúc tôi nắm rõ một nửa thất sát pháp quy mới có thể tính là nửa bước thiên tôn đến lúc đó nếu muốn hiểu rõ pháp quy hơn nữa chỉ cần dựa vào sự tích tụ công đức pháp truyền lục đạo mà thôi còn đối với việc tạo ra tượng thần để hấp thụ sức mạnh hương khói mà đạo tổ sư trước nay không thèm làm trước khi đi đến hàn hoang tôi đã quay về ngôi nhà cũ của mình ba năm không gặp cha và mẹ chắc hẳn nhớ tôi rất nhiều còn có đứa cháu trai của tôi gặp lại không biết có gọi tôi một tiếng chú không trước đây tôi không đến gặp bọn họ là vì sợ gây rắc rối cho họ hôm nay đạo môn đã không còn có thể chĩa mũi nhọn vào tôi nữa âm ty cũng có điều cố kỵ cũng đến lúc trở về nhà thăm bọn họ rồi lúc rời nhà tôi vẫn chỉ là phàm phu tục tử khi trở về tôi đã là ma đạo tổ sư bây giờ cha mẹ anh trai và chị dâu đều sống ở thị trấn, ở cùng một tầng. Trước khi gặp họ, tôi đã thay trang phục tục thế, kiếm vấn thiên cũng được bao bọc lại và mang trên lưng. Mở cửa cho tôi là mẹ, ba năm không gặp, một tiếng mẹ thốt ra, mẫu tử hai người đồng thời rơi lệ. Bà nội, sao bà lại khóc, đứa cháu nhỏ chỉ quan tâm bà nội của nó. Bà nội là vui quá đó, mẹ tôi lau lau nước mắt nói. Không phải vui thì nên cười sao ạ, à? đừng hỏi nữa, nhanh đi đánh thức ông nội của con đi nào nói là chú của con về rồi. Đứa cháu nhỏ quay người chạy vào phòng ngủ, có thể là do chạy có chút vội, không chú ý đến chiếc xe đồ chơi trên mặt đất, mắt thấy sắp ngã đến nơi. Lúc tôi chuẩn bị ra tay, tôi nhìn thấy có một cô gái nhỏ trong suốt đột nhiên từ bên cạnh lao đến, dùng thân thể của cô bé đón lấy cháu trai. Cháu trai nhỏ không để ý gì, loạn choạng vài bước, rồi tiếp tục chạy đi gọi cha tôi. Cô bé trong suốt, chính là tiểu anh Linh mà trước đây anh trai tôi và chị dâu nuôi dưỡng, không ngờ cô bé cũng đã lớn như vậy rồi. Dáng vẻ cô bé nhìn tôi đầy sợ hãi, ngơ ngác một chút liền quỳ xuống trước mặt tôi. Trong miệng niệm ra quỷ nữ, bái kiến ma đạo tổ sư. chương 265, Đại Hòa Hủy Diệt một Tôi mỉm cười nhìn vong nhi đó, ra hiệu cho cô bé đứng lên. Lúc này cháu trai vịn vào cha tôi đi từ phòng ngủ ra, dáng vẻ của cha mẹ so với ba năm trước đã già đi rất nhiều, mà tôi ngược lại trông ngày càng trẻ trung hơn. Thấy hai người họ sửng sốt, tôi liền giải thích đây là vì duyên cớ tu đạo. Tôi đã lục soát một vòng trên tiên đảo Bồng Lai lấy được khá nhiều linh đan diệu dược, tuy rằng không thể kéo dài tuổi thọ, nhưng lại có hiệu quả vững căn bổ nguyên cực kỳ tốt với người thường, tôi bèn đem đến tặng cho cha mẹ. Đây là tiên đan sao? Cha tôi kinh hỉ hỏi, có thể xem là vậy, ăn nó rồi liền có thể trường sinh bất lão hả? Cha tôi lại hỏi, trên thế gian làm gì có thuốc trường sinh bất lão, đây chẳng qua chỉ là tinh chất từ thảo mộc, nhưng mà tác dụng chữa bệnh dưỡng thần thì lại là thật tôi cười cười nói cha mẹ vô cùng mừng rỡ hỏi tới chuyện tu đạo của tôi cảnh giới tu hành những gì về lấy kiếm nhập đạo tôi không hề kể nhiều với họ chỉ nói với họ tôi hiện giờ đã gia nhập đạo môn từ này về sau cũng có thể được xem là đạo sĩ chân chính rồi đến buổi tối anh trai và chị dâu tan làm về nhà một nhà đoàn viên quây quần bên nhau tôi đem linh dược đều lấy ra hết nhặt lấy vài loại thích hợp họ phục dùng tặng cho họ trong đó còn có một lọ dung chỉ đan Đợi tôi giải thích hiệu quả của mấy viên linh đan qua một lượt xong xuôi, chị dâu cao hứng mừng quính cả lên. Tiếp đó tôi nhắc đến chuyện của Vong Nhi, anh tôi nói, không cảm thấy có gì biến hóa cả, chỉ là khi không có ai, Ngọc Nhi thích ngồi một mình tự nói tự cười, có lẽ thằng bé cảm giác được sự tồn tại của cô bé đó. Ngọc Nhi chính là tên của cháu trai tôi, Tạ Ngọc. Vong Nhi là âm hồn, mọi người đều không thể trông thấy, trẻ con bởi vì dương khí chưa ổn định, nên có năng lực nhìn thấy âm hồn, Tôi hỏi anh trai có đặt tên cho Vong Nhi không, anh tôi nói không có, vốn dĩ muốn đặt một cái tên nhưng lại sợ phạm phải dương kỳ. Lúc người nhà tôi ngồi quay quần bên nhau dùng cơm, Vong Nhi đang núp đằng sau sofa thỉnh thoảng liếc mắt nhìn trộm tôi. Mẹ tôi nấu một bàn thức ăn ngon, thấy rõ cô bé cũng muốn ăn. Cha, mẹ, anh trai chị dâu, con có thể nhìn thấy cô bé, nếu như mọi người không sợ, con muốn để cô bé cùng ngồi đây dùng bữa với chúng ta. Tôi nói, sợ gì chứ, đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi, huống hồ cô bé ấy cũng đâu có hại chúng ta mẹ tôi nói thấy người nhà đều không phản đối tôi kéo một cái ghế tựa ra gọi vong nhi bước qua cô bé rất sợ tôi không dám phản kháng mệnh lệnh của tôi thành thật ngoan ngoãn ngồi trên ghế không dám động đậy tôi lấy dĩa gắp thức ăn cho cô bé rồi đặt trước mặt cô cô bé lập tức lộ vẻ thích thú hỏi tôi con có thể ăn sao ừ sao vậy lẽ nào trước đây con chưa từng ăn hả có ăn vụng một chút chỉ chút xíu thôi à bình thường con không dám ra ngoài sợ bị quân quỷ sai bắt đi phong linh nói đúng dương gian là thế giới của người sống cô bé không dám tồn tại trên đời nếu như âm sai phát hiện ra nhất định sẽ bị bắt đem đi chị dâu đến giờ chị vẫn dùng máu tươi nuôi cô bé sao tôi hỏi chị dâu vâng mỗi ngày một giọt nhỏ trên bức tượng của cô bé chị dâu nói từ nay về sau không cần làm vậy nữa chỉ cần lúc ăn cơm chuẩn bị cho cô bé chút đồ ăn là được người ăn cơm quỷ hít nhang, những đồ cô bé ăn qua phải lập tức đổ đi. Còn có điều cấm kỵ gì khác không? Chị dâu hỏi, âm hồn không nên sống trên đời này, cấm kỵ rất nhiều, chẳng qua đợi em làm pháp sự cho cô bé, thì sẽ ổn thôi. Dùng cơm xong, tôi dẫn Vong Nhi đến gác phụng dưỡng của cô bé. Gác phụng dưỡng của cô bé do cha tôi dùng cầu thang cải tạo thành, khá sơ sài, bên trong vừa đủ dựng được một điện thờ cao hai trượng. Bức tượng bằng gỗ liếu màu sắc trầm đậm, có lẽ do hấp thụ quá nhiều huyết khí. Vong Nhi bước vào, nằm dạp quỳ xuống đất, cung kính không dám ngẩng đầu lên. Con không cần sợ ta, bây giờ ta sẽ giúp con đặt một cái tên, từ nay con chính là đệ tử của ta rồi, có thể đi lại tự do trong nhân gian, quỷ sai bình thường sẽ không đến bắt con nữa đâu. Vâng ạ, à, Vong Linh ngoan ngoãn đáp lời, đặt tên là một ngành học vấn, tôi thấy dung mạo cô bé đáng yêu, rất có linh tính, liền quyết định đặt tên cho cô bé là Tạo Uẩn. Cảm ơn sư phụ, Tạo Uẩn khấu đầu lại tạ tôi lần nữa. Đứng dậy đi, sao con lại biết ta là ma đạo tổ sư? Tôi hỏi, sau khi phát sinh sự việc ở chợ quỷ Kim Lăng, âm hồn trong thiên hạ đều truyền tai nhau tên húy của sư phụ, con cũng tình cờ nghe một con quỷ đi ngang nói qua mới biết được ạ. À. Quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng, tôi cũng ngờ mình chỉ ra mặt giúp hai âm hồn ở chợ quỷ Kim Lăng đã khiến chúng ghi nhớ tên tôi đến tận bây giờ. Nhớ tới chợ quỷ ngày nay vẫn còn nguyên vẹn, trong lòng tôi bất giác trùng xuống. Đối với tôi mà nói, quỷ và người vốn không hề khác biệt. Nhưng mà dương gian cuối cùng vẫn là thế giới của người sống, bọn họ quả thực không nên ở tại chỗ này quá lâu, lưu lại nhân gian cũng không có ích lợi gì cho người phàm. Muốn trách chỉ trách âm ti có quá nhiều luật lệ không thấu tình đạt lý, nhất quyết không chịu thu họ vào địa phủ luân hồi, tam giới không cho quỷ chết đoan một chốn an ổn để dung thân. chương 266, Đại Hòa Hủy Diệt 2 Thật ra âm ti không thu nhận họ cũng có lý do hết cả, thứ đáng sợ nhiều oán khí, âm ti cũng không khống chế nổi. Mà siêu độ làm dịu oán hận lại là một chuyện hết sức phiền toái, nhân quả liên lụy quá nhiều, đạo sĩ cũng không tình nguyện đi làm. Nếu như có người truyền đạo cho âm hồn, giúp họ hóa giải oán khí thì tốt rồi. Oán khí tiêu tan, liền có thể đến địa phủ luân hồi để chuyển sinh. Mà loại chuyện này từ xưa chỉ có hai người nguyện làm, một là ma đạo tổ sư năm đó, một người khác chính là địa tàng Vương Thiên Tôn của Âm Ti. Nhớ đến trong thiên hạ còn có không biết bao nhiêu cô hồn ngạ quỷ vẫn đang chịu đựng khổ đau lòng tôi đột nhiên cảm thấy thật thê lương. Ma đạo tổ sư đã đồng quy cùng trời đất, bịa tàng vương thiên tôn đang ở tầng thứ 18 vô gian địa ngục siêu độ cho ác quỷ. Dương gian không có một ai bằng lòng nhận trách nhiệm này, thì đành để tôi gánh vác. Nhưng mà sức mạnh của một mình tôi lại có hạn, muốn hoàn thành tốt việc này, chỉ có thể đợi ma đạo tái xuất nhân gian mà thôi. Đến tối, tôi tới phòng của anh trai để trò chuyện với anh ấy. Anh trai tôi nói bây giờ trên mạng đang lưu truyền một phương pháp khôi phục linh khí, càng ngày càng nhiều người tin sự tồn tại của người tu hành với lại còn có vô vàn người sở hữu siêu năng lực xuất hiện ở nhân gian về sự tồn tại của linh khí tôi thân làm đạo sĩ tất nhiên nhạy cảm hơn người bình thường thật ra từ sau ngày xảy ra chuyện ở đàm cửu long tôi đã cảm nhận rõ ràng thấy linh khí giữa trời đất chắc chắn đang tăng mạnh nếu không vài năm gần đây sẽ không có nhiều người đột phá cảnh giới tu vi đâu thường thấy nhất là cảnh giới nguyên thần vốn từ lâu chỉ có ngước nhìn nhưng không thể với tới hiện giờ trong đạo môn đã không tính là hiếm gặp nữa thậm chí đến cả hợp đạo cũng không còn được tôn sùng như thần tiên giống trước đây bất cứ việc gì cũng có lợi và có hại linh khí khôi phục tuy đối với chúng sinh là điều tốt nhưng mà người bình thường hấp thu được khá ít đa số đều bị người tu hành hoặc những sinh vật dị loại thu nạp đặc biệt là những con yêu thú hung hãn ngu dốt bọn chúng mượn lực yêu đan và hồn thú còn hấp thu được nhiều linh khí hơn mấy kẻ tu hành đến từ nhân loại nghĩ đến đây trong lòng tôi có một dự cảm không lành tôi cảm thấy nhân gian có khả năng rất nhanh sẽ xảy ra đại loạn Phúc hỏa tương y thiên đạo sẽ không vô duyên vô cớ ban tặng cho nhân gian nhiều linh khí đến vậy, chắc chắn đồng thời còn có hiểm họa ngấm ngầm theo sau. Giải thích phúc hỏa tương y ẩn ý chỉ chuyện tốt thường ẩn chứ nguy cơ hiểm họa, tuy nhiên chuyện xấu cũng có thể mang đến phúc lành. Hết giải thích, tiếp đó anh trai tôi đưa cho tôi xem một vài tin tức thời sự, hỏi tôi có thể giải thích rõ nguyên nhân hay không. Một mẩu tin tức liên quan đến thập vạn đại sơn ở nam cương, nói ở đấy có mấy thôn chấn biến mất chỉ trong một đêm, quan chức chính phủ lý giải do địa chấn. Tuy nhiên không hề có ai đến cứu hộ, mà lại trực tiếp ra lệnh cho phong tỏa toàn bộ khu vực đó. Còn thêm một tin tức tại Tây vực, có một mảnh hoang mạc liên tục 3 ngày không ngừng nổi bão cát, sau khi bão tan, tất cả thảm thực vật chỉ trong một đêm ngắn ngủi đã bị triệt tiêu hết sinh cơ. Tin tức tương tự vẫn còn rất nhiều, trừ các loại hiện tượng tự nhiên siêu việt bất thường, còn có tin đồn về quái thú lai vãng đâu đấy. Có người tận mắt chứng kiến một con đại xà độ kiếp đang ngự gió phi hành trong mưa bão sấm chớp rồi bị thiên lôi đánh tan nát thành từng mảnh mà chết. Cũng có người nói đã chiêm ngưỡng một con thủy quái cự mãng trôi giạt bồng bềnh trên biển, tất cả đều là những sinh vật chưa từng thấy bao giờ. Tôi nhớ tới lời của tạ Lưu Vân từng nói, nếu như những hỗn loạn này cứ tiếp diễn ngày càng tệ, đến lúc đó nhân gian nhất định sẽ nghênh đón một trận đại nạn kinh hoàng. Ba lá cờ chiêu hồn vì ứng kiếp mới sinh ra, sẽ không vô duyên vô cớ thức tỉnh. Bây giờ chỉ là mấy trận bộc phát trong phạm vi nhỏ lẻ, nhân gian vẫn đủ khả năng che giấu, đợi đến khi tai họa bùng nổ ở diện rộng nhân tâm mất đi lý trí liền sẽ diễn biến thành một trận tai kiếp hủy diệt thế giới như vậy thì thời kỳ mạt pháp thật sự phải đặt dấu chấm hết rồi anh trai hỏi tôi những chuyện này có thật như lời quan chức chính phủ nói đều chỉ là hiện tượng tự nhiên hay không tôi không biết nên trả lời anh ấy ra sao chỉ bảo anh ấy đừng tin mấy lời đồn thất thiệt em đang lừa anh em chắc chắn biết được chân tướng chỉ là không chịu nói với anh mà thôi anh trai tôi nói em chẳng qua chỉ là một đạo sĩ bình thường cũng không nắm bắt được nhiều thông tin hơn mọi người bao nhiêu đâu. Không phải tôi không muốn nói sự thật cho anh ấy nghe, mà là những chuyện này nhất thời có lẽ không nên để anh biết là tốt nhất, ít nhất cuộc sống hiện tại của bọn họ vẫn chưa chịu ảnh hưởng. Em trai à, em thật sự chỉ là một đạo sĩ bình thường thôi sao? Vậy cái này phải giải thích như thế nào đây hả? Sau đó anh trai dùng máy tính đăng nhập vào một trang mạng, bên trong có một đoạn phim. Đoạn phim được quay khá mờ. Nhưng tôi vừa nhìn liền thấy rõ hai bóng người mơ hồ bay xuyên qua giữa những đám mây mù. Một người là tôi, người còn lại chính là Tạ Lưu Vân. Em là em trai anh, anh có thể nhận ra được, người đó là em. Anh trai tôi chỉ vào bóng người mờ mờ trong đoạn phim rồi nói với tôi. Chương 267, trở về Hàn Hoang 1. Tôi thật không ngờ việc tôi ngự kiếm phi hành cùng Tạ Lưu Vân thế mà bị người khác quay lại còn lan truyền trên mạng, càng không nghĩ đến sẽ để anh trai tôi nhận ra. Em trai à, em tuyệt đối không phải đạo sĩ bình thường, em dâu cũng không phải chỉ đơn giản là Hoàng Hà Nương Nương, lần trước anh gặp em ấy đã nhìn ra rồi. Anh tôi nói, Thùy Hòa đến tìm mọi người sao? Sau khi Thùy Hòa tái xuất, tôi chỉ nghe Khương Tuyết Dương nói cô ấy từng hiện thân ở thôn Bạch Vụ, mà lúc đó người nhà tôi đã chuyển đến sống ở thành phố rồi. Không phải cố ý đến tìm bọn anh, là anh vô tình gặp em ấy ở Miếu Thành Hoàng. Anh trai tôi nói, ngày đó anh ấy vừa hay đang đưa chị dâu tôi đi dâng hương ở Miếu Thành Hoàng. Vừa vào được không lâu, Thùy Hỏa cũng đến miếu thành hoàng. Nhìn thấy anh trai và chị dâu tôi, Thùy Hỏa nhẹ nhàng mỉm cười cũng không nói gì nhiều. Chị dâu tôi hỏi cô ấy có muốn đi gặp cha mẹ hay không, Thùy Hỏa nói hiện giờ cô ấy không thích hợp đến thăm hỏi cha mẹ chồng. Sau đó thì sao, tôi hỏi, sau đó em dâu đã thắp một nén nhang cho thành hoàng gia. Thắp nhang ư, ư, chỉ là khấu đầu của em ấy hình như thành hoàng gia nhận không nổi, vừa mới quỳ xuống đất, tượng thần của thành hoàng gia liền sụp đổ luôn đừng nói đến một thành hoàng gia nhỏ bé khấu đầu của phá quân ma đạo đến cả diêm vương gia cũng chẳng nhận nổi thùy họa không chỉ đến miếu thành hoàng còn đi huệ tề quán rồi đạo sĩ huệ tề quán ngay đêm đó liền hốt hoảng chuyển đi chỗ khác chính từ hai chuyện này anh trai tôi đã suy đoán thùy họa tuyệt đối không phải đơn giản chỉ là một hoàng hà nương bình thường hoàng hà nương nương thông thường là âm linh nào dám đến đạo quán càng không có can đảm đi miếu thành hoàng một hoàng hà nương nương lợi hại như thế người bình thường làm sao cưới làm vợ được cơ chứ nên kể từ lúc ấy anh mới bắt đầu hoài nghi thân phận của em đấy hoài nghi gì cơ nghi ngờ em có phải vị thần tiên chuyển thế nào không anh anh nghĩ nhiều rồi em là con trai thứ của tạ gia là em ruột của anh được thôi em không muốn nói ra thì anh không ép hỏi tiếp nữa nhưng mà mấy tin tức này rốt cuộc là sao em cũng phải nói cho anh biết chứ anh tôi nói thời đại mạt pháp có khả năng sắp kết thúc rồi Thời đại mạt Pháp là thuật ngữ mà đa số mọi người đều biết, cho dù anh trai tôi chỉ là một người thế tục bình thường thì chắc hẳn cũng đã biết đây là ý gì. Giống như người có sinh lão bệnh tử, động thực vật có thành trụ hoài không, đây chính là pháp tắc của thiên đạo. Giải thích, sinh lão bệnh tử thành trụ hoài không có nghĩa là quy luật của trời đất luôn biến đổi không ngừng, bốn kiếp bao gồm hình thành, duy trì, hư hoại, cuối cùng là dị diệt. Hết giải thích, thời đại mạt Pháp biến mất, thời đại hỗn loạn sẽ liền bắt đầu ngay tức khắc, sau đó đám ma quỷ làm loạn tác quái tác quái khắp nơi lễ pháp sụp đổ điều này đi ngược lại với lẽ thường người quỷ bất phân thời đại hỗn loạn năm đó vạn tộc rơi vào hỗn chiến nhân tộc không chỉ phải đối mặt sự uy hiếp bên ngoài của đám yêu ma quỷ quái trong nội bộ còn đứng trước nguy cơ luân lý sụp đổ nhân tâm bị vấy bẩn trở nên không từ thủ đoạn nhân gian hiện giờ nhân loại tuy rằng sớm đã ngự trị áp đảo vạn tộc nhưng mà sự đe dọa từ nội bộ lại càng ngày càng gay gắt hơn trải qua ba năm mặt pháp khiến nhân loại mất đi sự kính sợ đối với thần linh và tự nhiên. Một khi nhân tâm không kiểm soát được nữa, lệ khí sinh sôi, tà ma liền sẽ tái xuất ở nhân gian. Năm đó lúc đạo môn vừa mới bắt đầu hưng thịch, đã vì phong ấn chín đại tà ma diệt thế, mà không tiếc hy sinh hàng ngàn đệ tử đạo môn. Tại núi Trung Nam Tạ Lưu Vân tha cho ma đạo chúng tôi một con đường sống, sợ là đã dự cảm được đại nạn sắp diễn ra, ở nhân gian thiên tôn cũng đòi hỏi ma đạo đóng góp sức lực. Mà trong thời kỳ đầu của trận đại nạn sinh tử tại nhân gian, thiên tôn và chư thần sẽ không hạ giới đâu. Đây là một giai đoạn đen tối trước ánh bình minh, là khảo nghiệm mà thiên đạo dành riêng cho chúng sinh. Chỉ đợi đến sau khi trận đại nạn này lan rộng tới tam giới, thiên tôn và chư thần mới đồng ý nhập thế ứng kiếp. Nghĩ tới đây, tôi không dám tiếp tục nán lại quá lâu, chuyện này tôi bắt buộc phải quay về hàn hoang bàn bạc kỹ lưỡng với Khương Tuyết Dương. Đại nạn đang cận kề sắp ập đến, mà đạo nhất định phải nhập thế trước dự định rồi. Anh, em phải đi đây, anh tạm biệt cha mẹ hộ em nha. Trời có sập xuống thì cũng có cao nhân chống đỡ, việc thời đại mạt Pháp sắp kết thúc trước mắt sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người đâu. Tôi nói, cũng phải, dù trời có sập xuống cũng có cao nhân chống đỡ mà, yêu ma tự khắc có mấy nhân vật lợi hại như thần tiên giống em giải quyết hết. Anh tôi cũng là một người nghĩ thông suốt, đúng rồi, anh có hứng thú học đạo không? Anh không muốn học đạo, anh có một em trai như thần tiên là đủ rồi. Tại sao chứ? Tôi thắc mắc hỏi lực lượng càng mạnh trách nhiệm gánh vác trên vai cũng sẽ càng nặng nề anh của em đây không phải là kẻ có thiên phú vượt trội hơn người yên tâm bảo vệ vợ con làm một người bình thường là tốt rồi anh tâm cảnh này của anh đến em cũng tự thẹn không sánh bằng đương nhiên rồi trung quy anh là anh trai của em mà anh trai tôi cười ha ha ngước mặt lên đắc ý không phải tất cả mọi người đều ngưỡng mộ trường sinh đại đạo tạ lưu vân năm đó cũng không nguyện tiết lộ về nhân đạo tổ đình hàm cốc quan lực lượng càng cường đại, trách nhiệm trên vai lại càng nặng nề hơn. Nói cách khác, làm một dân chúng mù mờ ngược lại là tốt nhất. Mà đạo tổ sư pháp truyền lục đạo, từ đầu chí cuối những gì ông ta muốn truy cầu cũng chỉ là chúng sinh bình đẳng, vốn không phải khiến kẻ nào ngựa trị đàn áp lên ai hết. Tình hình khẩn cấp, tôi cũng không né tránh gì nhiều nữa, ở ngay trước mắt anh tôi khai mở kiếm vấn thiên, ngự kiếm phi thẳng đến cổ địa Hàn Hoang. Chương 268: Trở về Hàn Hoang 2. Phàng phất còn nghe anh ấy nhỏ giọng lầm bẩm hư, đã có thể ngự kiếm phi không cả rồi, còn nói bản thân không phải thần tiên chuyển thế. Một ngày vượt ngàn dặm, đến hoàng hôn của ngày thứ hai tôi đã kịp tới cổ địa Hàn Hoang. Khương Tuyết Dương và chúng đệ tử ma đạo cũng đã sớm được thu xếp ổn thỏa ở thành Thanh Khâu, nhưng lại không nhìn thấy thủy hỏa. A à Lê chỉ điểm tiến pháp cho hồ tộc Thanh Khâu, Tuyết Dương truyền đạo, chúng đệ tử ma đạo lại dẫn người của hồ tộc Thanh Khâu đi thao luyện pháp trận, nhưng lại không tìm thấy thủy hỏa ở đâu hết. Tuyết Dương, Thùy Họa đâu rồi? Tôi hỏi, cô ấy đến thành chết oan rồi, bây giờ sát phá lang tam tinh tụ học, Bạch Hà Sầu cũng nên quay về nhân gian triệu tập đệ tử ma đạo đang là người âm trong thiên hạ rồi. Nghĩ tới Bạch Hà Sầu lòng tôi bỗng xúc động nghẹn ngào, không có ông ấy thì cũng không có những thành tựu tôi đạt được ngày hôm nay, lão hồ ly này tôi thật sự rất nhớ mong ông ấy. Còn có sư nương của tôi, lúc đó tôi chỉ lo đến thăm người nhà tôi, không nhớ phải đi gặp bà ấy một lần khương tuyết dương nói thủy họa trong thời gian ngắn sẽ không trở lại dương gian thủy họa muốn nhân cơ hội lần này đến sông vong xuyên một chuyến cảm mộ đôi chút sát ý năm đó phá quân đã lưu lại một đao phá quân chém đứt sông vong xuyên ấy đã đem uy lực thiên địa giao trinh âm dương lưỡng đoạn quyết phát huy đến đỉnh điểm cho dù đã trôi qua 3.000 năm đao ý vẫn chưa từng có giây phút nào ngừng lại thủy họa nếu như có thể lĩnh ngộ được vài phần từ trong huyền cơ đó thực lực ắt hẳn sẽ tiến xa vượt trội hơn bây giờ Tôi ngược lại không hề lo lắng cô ấy sẽ gặp nguy hiểm, chính như những gì cô ấy đã nói, Âm Ty vẫn còn một nhân vật lớn đang luân hồi ở nhân gian, vào lúc này Âm Ty sẽ không gây bất lợi cho cô ấy đâu. Giờ đây thế lực ma đạo sa sút, không những giáo chúng không sánh bằng hai đạo tiên nhân, ngay cả cao thủ đỉnh phong cũng kém xa bọn họ. Nhân đạo chỉ xuất hiện thêm một tạ Lưu Vân, ma đạo liền không thể tìm lấy nổi một người có thể đối phó được hắn. Mà tiên đạo côn lôn phen này lại nhập thế, cũng không biết dẫn dắt ra bao nhiêu cao thủ nửa bước thiên tôn đây. Tôi đem những rối loạn xảy ra ở nhân gian kể hết một lượt cho Khương Tuyết Dương nghe, sau đó nói với cô ấy thời đại mạt Pháp có khả năng sắp chấm dứt rồi. Quan sát thiên tượng liền có thể tỏ tường, mà đạo đầy dẫy sóng gió, tử vi bắt đầu ảm đạm không rõ ràng, nguyên khí hỗn loạn, đây chính là điểm báo trời sinh sát cơ. Tài ương đang cận kề, bóng tối trước ánh bình minh đối với ma đạo mà nói vừa là kiếp nạn nhưng cũng là cơ duyên hiếm thấy chiếm được lòng dân tức là giành được thiên hạ mà đạo chúng ta cũng sắp đến lúc nhập thế ứng kiếp rồi khương tuyết dương nói đây đúng thật là đại nạn của tam giới so với điểm báo ma đạo sẽ tái xuất ở đàm cửu long ngày đó hoàn toàn khác biệt ma đạo tái xuất đâm chúng một bên chân đau của tam giới muốn trách chỉ đành trách ma đạo tổ sư ngày ấy yêu nghiệt hơn người chèn ép chúng thần tam giới đến mức bị lu mờ mất hết ánh hào quang bây giờ ma đạo tổ sư đã đồng quy cùng trời đất chư thần thiên tôn căn bản không đặt tôi vào mắt cũng không hề lo lắng gì đến vận mệnh của ma đạo. Giã tiên bên đó có động tính gì không? Tôi hỏi, băng long ngạo hàn tiến vào đại miếu, thế chỗ cho hồ tam thái ra làm đầu lĩnh của giã tiên. Lúc ấy tôi đã biết tên ngạo hàn không thể giữ lại, không ngờ hắn vậy mà còn dám phản bội ma đạo. Khương Tuyết Dương nói hiện tại vận mệnh của giã tiên nghịch thiên bành trướng, rất có khả năng nữ oa thật sự sắp quay về lần nữa chấp trưởng yêu tộc rồi. Trong trận chiến phong thần, nữ oa không có tham gia, kết thúc xong cũng chỉ báo danh phận. Mà bây giờ, sức ảnh hưởng của Giá tiên ở quan ngoại đã vượt xa thời đại trước khi Hồ Tam Thái ra dáng xuống rồi. Từ lúc băng long ngạo hàn vào làm chủ đại miếu, liền nhận được sự chiếu cố từ thần niệm của nữ oa. Như vậy thì, tam giới lại có thêm một thế lực vô cùng ngang tàng rồi. Tam giới ngày trước chỉ có bốn loại thế lực, nhân đạo, tiên đạo, ma đạo, âm ti, bây giờ Giá tiên quật khởi đã là một chuyện không thể ngăn cản. Đáng tiếc là, thêm một thế lực Giá tiên, tương đương với việc trong thời gian tới ma đạo lại có thêm một cường địch đối đầu sinh tử cuối cùng tôi nhắc tới chuyện của mộ dung nguyên duệ cho khương tuyết dương nghe cũng giống tạ lưu vân cô ấy tất nhiên không ngờ đến cờ chiêu hồn của tiên đạo vậy mà lại nằm trên người cô ta lúc ấy tạ lưu vân đưa cậu đi bồng lai tôi liền đoán được tiên đạo côn lôn sắp tới sẽ nhập thế nhưng cuối cùng vẫn đánh giá thấp mộ dung nguyên duệ sớm biết như vậy ban đầu không nên để cậu đi tham gia côn lôn chọn rể chỉ một thanh kiếm vấn thiên lại đổi lấy một kẻ thù đối đầu không đội trời chung tính thế nào đều là chúng ta chịu thiệt thòi khương tuyết dương nói nếu đem tạ lưu vân ví như tham lang của nhân đạo thì mộ dung nguyên duệ chính là phá quân của tiên đạo cờ chiêu hồn thức tỉnh hoàn tất với nguồn tài nguyên dồi dào của tiên đạo tu vi của cô ta khẳng định sẽ tiến bộ thần tốc chỉ cần không bị giáng xuống trong trận tai kiếp này tương lai ắt hẳn sẽ chứng thiên tôn chính giữa lúc tôi và khương tuyết dương đang trò chuyện ngoài cửa bỗng có một đệ tử hồ tộc thanh khâu bước vào khởi bẩm đạo tổ bên ngoài có một người tự xưng là bạch hà sầu xin cầu kiến đã ba năm trôi qua rồi cuối cùng cũng gặp lại được bạch hà sầu chương 269, thiên tôn thứ sáu một sau khi bạch hà sầu bước vào ông ấy đứng đó mỉm cười nhìn tôi chú bạch tôi gọi ông ấy một tiếng thuộc hạ bạch hà sầu bái kiến đạo tổ bạch hà sầu muốn hành lễ với tôi tôi mau chóng đỡ chú đứng dậy đã ba năm trôi qua ông ấy vẫn không thay đổi chút nào, nhưng tôi đã không còn là tạ lan ngây thơ, vô tri của năm đó nữa. Mặc dù chính tôi cũng là người bị ông ấy tính kế, nhưng cũng như sư nương và tôi đã từng nói vậy, ông ấy chưa từng làm hại tôi bao giờ. Hơn nữa, ông ấy còn là ông Mai của tôi và Thùy Họa. Ma đạo tổ sư và phá quân vốn dĩ không thích hợp làm đạo lữ, nếu không phải bạch hà sầu bố cục từ trước đó, tôi và Thùy Họa cho dù có gặp nhau cũng không thể thuận lợi kết thành phu thê như vậy được. Đối với tôi mà nói, không có người con gái nào tốt hơn Thủy Họa nữa. Cảm ơn, tôi nhìn ông và nói. Cảm ơn tôi cái gì? Cảm ơn ông đã giúp tôi cưới Hoàng Hà Nương Nương Bạch Hà Sầu cười to, nói tôi còn tưởng rằng cậu sẽ hận tôi vì đã tính kế cậu chứ. Sau khi nói xong với tôi những lời này, Bạch Hà Sầu đi đến trước mặt Khương Tuyết Dương, cúi người hành lễ nói, Bạch Hà Sầu bái kiến tham lang hộ pháp thiên tôn. Người rốt cuộc là ai? Khương Tuyết Dương hỏi, tia tàn hồn còn sót lại của tham quân tả phụ mà đạo ma đạo ngoài sát phá lang và ngũ đại thiên tôn, trên còn có tả phụ, hữu bật hai vị tham quân. Tả phụ thông minh, hữu bật thiện chiến, cả hai đều là tướng soái tài năng của ma đạo. Trong trận chiến phong thần, tham quân tả phụ chết tại thành Hắc Long, tham quân hữu bật chết tại đầm Vân Mộng. Không ngờ ông lại là chuyển thế của người đó, tạ lan, mau khấu đầu với vị thiên tôn thứ sáu của ma đạo. Khương Tuyết Dương cung kính nói, tôi biết chuyện về tham quân tả phụ, liền không nói lời nào mà quỳ xuống, Bạch Hà Sầu vội vàng đưa tay ra đỡ, dưới sát phá lang ma đạo chỉ có 5 vị thiên tôn, làm gì có vị thiên tôn thứ 6. Khi trận chiến phong thần lần đầu tiên xảy ra, ông đang bế quan thể ngộ thiên tôn đại đạo. Đạo tổ ở cung vô danh điểm tướng, không biết ông đang thân mang đại đạo mà điểm tên của ông. Nếu không phải vì bị chiến sự của ma đạo chó chân, đợi khi xuất quan nhất định ông sẽ thành một phương thiên tôn. Mệnh lý hữu thời trung thi hữu, mệnh lý vô thời mặc cưỡng cầu tức là trong vận mạng có thì cuối cùng sẽ có, trong mạng chẳng có thì đừng mong cầu. Ta trước giờ cũng chưa từng trách cứ đạo tổ, Bạch Hà Sầu nhẹ nhàng đáp, sau đó, ông dẫn ba vạn đệ tử ma đạo tử thủ thành hắc Long trăm ngày, đến lúc chân khí cạn kiệt, dầu cạn đèn tắt, sau khi thành bị phá, ông bị tiểu bối vô danh của nhân đạo một kiếm đâm chết. Anh hùng ma đạo ta ai cũng chết một cách oanh liệt, chỉ riêng ông chết ấm ức nhất. Lúc hách liên thiên tôn chết, bằng sức lực của mình đã tiến 10 vạn đại quân của nhân đạo lên đường, kéo theo cả hỏa long chân nhân của nhân đạo và huyền vũ đại đế của thiên đạo bồi táng theo. Khi Nam Hải vô cực thiên tôn thất thủ, Nam Hải long cung sụp đổ, huyết nhuộm đỏ Nam Hải. Tham quân hữu bật chết trận tại đầm vân mộng, tiêu diệt hai sứ giả giám sát lục đạo âm ti, phá hủy một phương địa ngục của âm ti. Nếu không phải vì bắc phương quỷ đế trương hằng nhanh chóng chạy thoát, xém chút nữa đã bị tham quân hữu bật tự hủy huyền quan làm trọng thương. Khi bạch y sát thần lâm thanh thủy chết trận, thi thể đứng yên không đổ, đại quân tiên đạo vây quanh mà đi. Thích khách phúc lý ẩn náu trên đỉnh núi không tang, thiêu đốt thần hồn của mình, hóa thành sao băng mà rơi xuống, oanh sát người con trai thứ ba của đạo đức thiên tôn, dùng cảnh giới nửa bước thiên tôn mà cưỡng sát nhân đạo thiên tôn. So sánh với những người này thì tham quân tả phụ thật sự chết rất âm ức. Đến cuối cùng cũng phải chết, bị ai giết thì cũng có khác biệt gì. Vẻ mặt của Bạch Hà Sầu vẫn rất thờ ơ. Sau khi ông chết, đạo tổ vì ông mà nhập liệp, phá quân vì ông mà khắc bia. Từ đó trở đi, mỗi khi nghĩ đến cái chết của ông, đạo tổ đều nói một câu, người mà cả đời này phụ lòng, chỉ mỗi tham quân tả phụ là khó buông bỏ nhất, là ngài ấy đã làm lỡ dở đại đạo của ông, khiến ma đạo ít đi một vị thiên tôn. Khương Tuyết Dương nói tới đây đã nghẹn ngào, xúc động, trong khi đó Bạch Hà Sầu cũng nghe đến nước mắt đầm đìa. Ba ngàn năm sau, không ngờ ông vẫn vì ma đạo mà cúc cung tận tụy, lập ngưu cả nửa đời người. Ma đạo nợ ông, sợ rằng vĩnh viễn cũng trả không hết. Cô sai rồi, ma đạo không nợ ta, mà ta cũng chưa bao giờ hối hận đã gia nhập ma đạo. Nếu không phải ma đạo tổ sư truyền đạo cho ta, ta cũng chỉ là một tên bán dầu ở thành Hàm Nguyên mà thôi. Nếu ai ai cũng như ông, ma đạo làm sao không thể trỗi dậy lần nữa. chương 270, Thiên Tôn thứ 6, 2 Tôi ở bên cạnh nghe mà thấy xấu hổ, ma đạo muốn hưng thịnh trở lại còn một đoạn đường dài phía trước, bậc tiên liệt ở đây, đương nhiên không thể có một chút chảnh mảng nào. Đừng nói là ma đạo không có anh hùng, chỉ là trận chiến phong thần quá ác liệt, anh hùng ma đạo đều đã cạn kiệt. Nhắc đến sự việc năm đó, không thể tránh khỏi cái chết của Lưu Phong Thiên Tôn, đây lại là một nỗi bi thương khác. Ta bị kẹt trong thành chết oan, điều lo lắng nhất là sự sinh tử an nguy của Thùy Hỏa. Đều do ta kém cỏi, nếu không thì Lưu Phong Thiên Tôn đã không chết trong tay của Thiên Đạo. Bạch Hà Sầu ái náy muôn phần nói, chuyện này không liên quan đến ông, là do mệnh bản sát phá lang xảy ra sai sót trước. Ngay cả khi ông không sợ chết đi nữa, cũng không phải là đối thủ của mạnh bà thiên tôn. Bạch Hà Sầu, lần này thủy họa đến âm ti, có người làm khó dễ không? Khương Tuyết Dương hỏi, ban đầu còn bị đại quân âm ti chặn lại, nhưng sau đó, mạnh bà thiên tôn đã truyền âm bằng thần niệm cho đi qua, cho phép cô ấy tự do ra vào thành chết oan, tìm tòi những tàn tích mà phá quân năm đó để lại. Ta thấy chuyện này rất kỳ lạ, theo lý mà nói thì thủy họa từng là cửu thế chi thân của phá quân, lại mang trên người mệnh cách phá quân, đáng lý âm ti nên dốc toàn lực ra tay mới phải, vì sao lại bỏ qua cho cô ấy? Xem ra, Thùy Họa nói không sai, nhân vật lớn của Âm Ti thực sự luân hồi tại nhân gian. Trước khi số mệnh của người đó thức tỉnh, Âm Ti sẽ không lật mặt hoàn toàn với ma đạo. Khương Tuyết Dương nói, ai đang luân hồi? Bạch Hà Sầu hỏi, không thể biết, không thể nói, một khi để lộ, nhân vật lớn sẽ liền về lại Âm Ti, đến lúc đó, Âm Ti nhất định sẽ không nhân nhượng ma đạo nữa. Tiếp đó, Bạch Hà Sầu nói về những chuyện xảy ra trong thành chết oan. Quả nhiên đúng như tôi dự đoán, số đệ tử ma đạo Niết Bàn trong thành chết oan thực sự là không còn nhiều nữa. Không phải ai ai cũng sẵn sàng vì ma đạo mà chịu đựng 3.000 năm cô tịch trong thành chết oan. Đa số bọn họ đều đã luân hồi chuyển sinh cả rồi. Đối với chuyện này, trong lòng tôi không hề trách móc. Tôi chỉ thấy cảm động trước những đệ tử Niết Bàn vẫn còn ở lại trong thành chết oan. Nhưng đáng tiếc, hiện giờ tôi vẫn không có cách nào đưa bọn họ rời khỏi thành chết oan được. Nhiều nhất chỉ có thể cho họ thêm chút hy vọng. Khương Tuyết Dương tổ chức tiếp phong yến cho Bạch Hà Sầu, trong khoảng thời gian đó bắt gặp Phật gia, Bạch Hà Sầu sửng sốt, hỏi tôi Phật gia có gia nhập ma đạo không? Không có, Khương Tuyết Dương không mời cô ấy, cô ấy cũng không chủ động đề xuất đến. Tôi lắc đầu trả lời, đáng tiếc thật, người có thể nhìn thấu thiên cơ của Trấn Hồn Quan, nhất định không kém hơn tạ Lưu Vân. Ta chỉ mong trong tương lai cô ấy sẽ không trở thành kẻ địch của cậu, nếu không sẽ còn đáng sợ hơn cả tạ Lưu Vân. Trước đây, Thùy Hỏa đã từng nói điều này, nhưng không ngờ bạch hà sầu cũng nói như vậy điều này càng khiến tôi tò mò hơn về lai lịch của phật gia khi thấy a lê bạch hà sầu lại được một phen kinh ngạc cảnh giới hiện tại của ông ấy là hợp đạo nhưng lại hoàn toàn không thể nhìn thấy cảnh giới tu vi của a lê điều này không kỳ lạ bởi vì tu vi của a lê căn bản không thể lấy cảnh giới tu hành hiện tại mà suy xét chiến lực của cô ấy đến từ huyết mạch cũng có thể nói là đến từ ý chí của nguyệt ma thái cổ sau khi nguyệt ma bị thải diệt đã để lại truyền thừa của mình trên thân thể A Lê. Cho nên, A Lê được xem như dị loại, tốc độ tiến của cô ấy không có giới hạn, có thể trong tương lai cô ấy trở thành hậu nghệ thứ hai. Chỉ là không biết cô ấy có phát triển thành nguyệt ma thứ hai hay không. Cô gái nhỏ này từ đâu đến vậy? Bộ tộc Đông Di, truyền nhân hậu nghệ. Tôi nói, Bạch Hà Sâu lại sửng sốt, ghen tị tôi có được cơ hội hiếm có, nhanh chóng hỏi tôi A Lê có gia nhập ma đạo không? Sau khi nghe được A Lê gia nhập ma đạo, Bạch Hà Sầu nhẹ nhõm cả người nói A Lê nếu có thể sống sót sau Hạo Kiếp Tam Giới lần này tương lai tất có thể thành Thiên Tôn. Kỹ thuật nấu rượu của Hồ Tộc Thanh Khâu là độc nhất vô nhị. Hàn Hoang cây trái khan hiếm chỉ có loại khoai lang tuyết vùi dưới lớp tuyết mới có thể dùng để nấu rượu. Uống vào hương vị thanh mát ngọt ngào dư vị bất tận. Bạch Hà Sầu vốn đã uống giỏi bị nhốt trong thành chết oan ba năm hương hỏa đồ cúng còn không ăn được đừng nói là rượu. Nhiều lần nâng ly rượu lên lời càng nói càng nhiều. Tôi với ông ấy nói đến việc trộm mạng năm đó, việc ông ấy thua cho Tạ Lưu Vân không phải chuyện gì đáng xấu hổ cả. Loại người như Tạ Lưu Vân, cũng chỉ có tham lang hộ pháp thiên tôn của Ma đạo ta mới có thể đấu trí cùng, ta cũng đấu không lại hắn. Cũng may, kết cục cũng giống nhau cả. Ma đạo tổ sư một bước xuyên qua hư không, đây là sự lựa chọn của cậu ấy, cho dù Tạ Lưu Vân không ra tay, cậu ấy cũng không muốn sống lại một kiếp. Tại sao vậy? Tôi hỏi sau này cậu tự khắc sẽ hiểu, không cần phải hỏi ta. Sau này tôi thực sự hiểu ra được, mà đạo tổ sự không muốn trùng sinh, là vì mặt cờ chiêu hồn quá nặng, lại có quá nhiều người vì hắn mà chết, hắn đã gánh không nổi nữa rồi. Tự biết dù có sống thêm một kiếp nữa cũng không thể đấu lại thiên đạo, chẳng thà từ bỏ tất cả, thân hóa hy di cùng thiên địa đồng quy. Đáng tiếc, đến lúc tôi hiểu được đạo lý này, cờ chiêu hồn của tôi cũng đã nặng như hắn năm ấy vậy. chương 271, Mộ Dung ghé thăm một Ngày hôm sau, Bạch Hà sầu tạm biệt chúng tôi, loạn cục của nhân gian đã bắt đầu náo động bốn phương ma đạo bắt buộc phải xuất thế sớm bạch hà sầu đến nhân gian triệu tập tất cả đệ tử ma đạo trong âm nhân thiên hạ sau đó dẫn toàn bộ bọn họ đến hàn hoang về phần ma đạo cuối cùng có thể triệu tập được bao nhiêu nhân lực đối với chuyện này bản thân bạch hà sầu cũng không đủ lòng tin nhân đạo có tạ lưu vân thì lên như diều gặp gió sau trận chiến bồng lai tiên đạo đại cử nhập thế mà ma đạo chúng tôi ngoài mệnh bàn tam tinh sát phá lang ngoài ra không có lợi thế gì Trận chiến phong thần đã qua 3.000 năm, trong 3.000 năm vô vọng này, nhân gian còn được bao nhiêu đệ tử ma đạo một lòng trung thành, kiên trì tín ngưỡng của bản thân. Sau khi Bạch Hà sầu đi, tôi và A Lê cùng nhau tu hành. Khương Tuyết Dương ngoài việc truyền đạo, còn phải bố trận, tập luyện trận pháp. Thành thanh khâu cô lập không được ai trợ giúp, không có pháp trận bảo vệ tuyệt nhiên không cản nổi sự sát phạt của đại quân. Phật gia vẫn như thế, vẫn âm thầm học đạo, từ lần Thùy Hòa hỏi cô ấy có phải thích tôi hay không, cô ấy liền xa cách với tôi rất nhiều chỉ khi gặp nhau mới nói lời chào hỏi gọi tôi một tiếng sư huynh tôi có một dự cảm phật ra sẽ không ở lại hàn hoang quá lâu cô ấy vốn là một cô gái cực kỳ thông minh nhìn rõ thế sự một khi phá giải mê cục khi đó thúc mệnh của bản thân sẽ thức tỉnh tu hành cùng với a lê giúp sát kiếm của tôi tăng rất nhanh cô bé bắn tiến tôi dùng kiếm để đỡ tuy rằng tôi thường bị thương vì theo không kịp tốc độ của cô bé nhưng tốc độ tôi xuất kiếm tăng lên rất nhanh Tốc độ của cô bé thừa kế từ Thái Cổ Nguyệt Ma, nếu như tôi có thể tiếp được toàn bộ mũi tên từ cô bé, đến lúc đó kiếm của tôi sẽ giống như mũi tên của cô bé vậy, trong thời đại mạt pháp không ai có thể tránh được. So với nhiều tiền bối đạo môn nhập đạo bằng kiếm, thì sát kiếm của tôi vẫn là độc nhất. Trong đạo môn nhập đạo từ kiếm, thứ được xem trọng nhất chính là bản thân của kiếm khí. Sát tâm và chân khí dung hợp có thể tạo ra kiếm khí, lực của pháp tắc quyết định uy lực mạnh yếu của kiếm khí. Càng kiểm soát nhiều lực của pháp tắc uy năng của kiếm khí càng mạnh. Kiếm khí của kiếm tiên lữ thuần dương thất luyện 3.000 ngàn trượt, mà kiếm khí ma đạo tổ sư đã từng chém rất một ngôi sao băng. Có thể là chịu ảnh hưởng của kiếm pháp võ đạo quá sâu, sau khi tôi nhập đạo trong huyền quan vẫn sinh ra kiếm ý võ đạo vốn có. Thần tính vi phong thường tùy ngã, kiếm ý vi tuyết mãn huyền quan. Nghĩa là thần tính là gió thường theo chân ta, kiếm ý là tuyết lấp đầy huyền quan. Kiếm ý là từ kiếm tâm sinh ra, chính là tinh ví của kiếm pháp võ đạo. Kiếm ý của võ đạo có rất nhiều tầng, có băng phách hàn quang kiếm, kiếm ý lạnh đến thấu xương, tuy nhiên không giống với những đạo pháp thần thuật diễn hóa thiên tượng kia, lúc thi triển kiếm pháp vẫn mang lại cho người khác cảm giác bốt giá đến thấu xương. Còn có loại kiếm pháp tên triệt dạ lưu hương, phối hợp cùng với giả quang kiếm, có quang cảnh đẹp như thả ngàn hoa trong đêm gió đông vậy. Càng say mê võ đạo kiếm thuật, tôi càng cảm thấy tiếc nuối cho những người đã mất trong dòng lịch sử võ đạo kiếm pháp. Sự thần kỳ của hôm gọi gió, không lấn át được tài năng của kiếm bạo vũ võ đạo. Thần thuật thay hình đổi dạng, không che giấu được sự nhanh nhẹn của kiếm lưu tinh. Kiếm bạc hà, kiếm hoa khai phú quý, kiếm thương anh, kiếm pháp băng xuyên, kiếm hoa mai, 7749 dạng kiếm pháp phong hồi liễu của tiểu Cố đạo nhân, đoạt mệnh liên hoàn thập tam kiếm của Yến thập tam. Hàng vạn loại kiếm ý, thật khiến người ta tưởng nhớ khôn nguôi. Đáng tiếc, kiếm của võ đạo không có kiếm khí, hạn chế bởi ngưỡng chịu lực, tốc độ và không gian. Kiếm ý dù mạnh đến đâu cũng không tài nào so được với một lá thần phù của đạo môn. Nhưng tôi thì khác, tôi có kiếm khí, kiếm khí và kiếm ý cùng phối hợp, đạo võ xong tu xem như tụ thành một nhà. Sau khi nhập đạo nếu muốn nâng cao thực lực, chỉ có thể dựa vào ngộ đạo và tu hành liên tục, nắm chắc càng nhiều các đại đạo pháp tắc. Mà bản thân pháp tắc lại càng khó nắm chắc nhất, đây cũng là lý do vì sao mà nửa bước thiên tôn lại nhiều như rơm dạc, còn thiên tôn lại rất ít. Thất sát pháp tắc do sát tâm và sát tính ngưng tụ, chỉ có thể lĩnh ngộ trong vô tận sự sát phạt và hỗn chiến. Cho nên bây giờ tôi chỉ có thể bắt đầu từ kiếm ý, do rằng tăng cường kiếm ý cũng đồng thời gia tăng uy lực kiếm pháp của tôi. Mỗi ngày ngoài việc luyện tốc độ cùng với A Lê, toàn bộ thời gian còn lại tôi dành để khuếch đại kiếm ý trong huyền quan. Trong huyền quan của tôi, kiếm ý tồn tại dưới dạng hoa tuyết, kiếm ý tăng thêm một phần, hoa tuyết lại dày thêm một phần. Tòng bạch tuyết phân phi hà sở tự, diễn hóa thành yến sơn tuyết hoa đại như tịch bạch tuyết ngai ngai, thiên địa nhất phiến thương mang. Nửa tháng sau, bạch hà sầu từ quan ngoại trở về. Đúng như chúng tôi dự đoán trước đó, ông ấy chỉ đem về hơn 2.000 đệ tử ma đạo. Hồ tộc Thanh Khâu trước đó đã mở rộng thành trấn đủ để dung nạp được vạn người, hơn 2.000 người vào ở trong 10 phần chống trải. chương 272, Mộ Dung ghé thăm hai. Thuộc hạ đã phụ lòng ủy thác của đạo tổ rồi. Bạch Hà Sầu hổ thẹn nói, không sao, năm đó mà đạo tổ sư một mình lập giáo, so với ông ấy tôi đã may mắn hơn rất nhiều rồi. Thực lực của hơn 2.000 người này còn kém xa vài chục đệ tử ma đạo mà Khương Tuyết Dương giấu trong toàn chân giáo, thậm chí so với hồ tộc Thanh Khâu còn không bằng, cảnh giới huyền quan cũng rất ít, đại bộ phận đều thuộc cảnh giới chân khí. Thời đạt mặt Pháp tu hành không dễ, âm nhân không có sự hỗ trợ của tài nguyên đạo thống, có thể luyện được chân khí đã là giỏi lắm rồi. Hiện tại ma đạo chẳng có gì, chỉ có một tòa thành Thanh Khâu tại Hàn Hoang, không phải là nơi an sinh lập mệnh bọn họ có thể bỏ lại tất cả mà đến đây, đủ để thấy được bản sắc của đệ tử ma đạo. Hôm nay các người theo lời cảm triệu của ta mà đến hàn hoang cổ địa trùng tu số khí ma đạo, tương lai bất cứ lúc nào cũng có thể chiến tử xa trường, chư vị đều là người có gia đình, có hối hận không? Tôi hỏi, sống có gì vui, chết có gì khổ, đệ tử ma đạo, vạn thế thiên hồng. Lại một năm nữa qua đi, mối nguy tại nhân gian lại thêm lớn, lòng dân ly loạn, tin đồn tận thế lan truyền ngày một rộng tin đồn cửu đại diệt thế tà ma sắp giải trừ phong ấn càng làm kinh ngạc toàn bộ đạo môn giải thích cửu đại tức là chỉ gió, mây, xét, biển, lửa, trời, đất, mặt trời và không khí của đạo gia hết giải thích đạo môn hiện tại đã không còn độc mỗi nhân đạo mà giống như trước đây bao gồm cả ma đạo và tiên đạo tiên đạo trưởng quản thiên đình thần linh rất nhiều sau khi nhập thế người hưởng ứng vô số đa số đạo trường ở các phương hải ngoại cũng quay về nhân gian hiện tại nhân đạo tiên đạo giã tiên ba phương đại cử nhập thế, chảm tà trừ ma ngưng kết lòng dân. Ma đạo chúng tôi một là vì thực lực yếu nhất, hai là thủy hỏa vẫn chưa trở về từ âm ti, nên một mực ở lại hàn hoang cổ địa thao luyện quân trận, gia tăng tu vi. Trong giai đoạn, lần lượt có rất nhiều đệ tử ma đạo đến hàn hoang. Ngoại trừ các đệ tử ma đạo trong âm nhân, còn có sơn tinh giã quái, thậm chí cả cô hồn giã quỷ cũng đến không ít. Về việc này, Khương Tuyết Dương nói, kiếp này thủy Hỏa là âm linh, trong tương lai cứ để cô ấy lập ra đội quân oan hồn là được, cùng với các đệ tử niết bàn của ma đạo trong thành chết oan. Sư nương của tôi cũng đến hàn hoang, bà ấy quen với việc điều khiển âm linh, lấy giấy làm nơi dung thân cho cô hồn giã quỷ, do đó ma đạo lại nhiều thêm một quân đoàn vong linh. Mặc dù thực lực thấp, nhưng do thể chất vong linh đặc biệt, nên cũng là một loại chiến lực không thể xem nhẹ. Cả một ngày này, lúc tôi đang ở trên đỉnh núi Thanh Khâu cảm mộ kiếm ý, đột nhiên cảm nhận được sự dao động từ ba đạo thần niệm cực kỳ mạnh mẽ truyền đến trên bầu trời phía nam. Một lát sau, nghe thấy Tạ Lưu Vân hướng thiên địa thần niệm truyền âm, nhân đạo Tạ Lưu Vân cùng tiên đạo mộ dung nguyên duệ, giá tiên chi thủ ngạo hàn đến bái hội ma đạo tổ sư. Trong một năm qua, danh tiếng của Tạ Lưu Vân như nhật trung thiên tức là tiếng tăm lừng lẫy, vang dội. Tôi ở Hàn Hoang cũng thường được nghe qua. Trong núi Vũ Nghệ hắn đã dùng kiếm chảm bách niên thi vương tại hang quỷ tây vực diệt âm sát quỷ mẫu trong đạo môn đức cao vọng trọng, vượt xa thủ lĩnh tiên đạo giao trì cung chủ. Trong hạo kiếp nhân gian này, là sự tồn tại sáng chói nhất không có nghi ngờ gì. Đồng dạng quật khởi còn có mộ dung nguyên duệ tu vi một ngày xa ngàn dặm, bây giờ đã là nửa bước thiên tôn. Có lời đồn rằng, cô ấy nhận sự bảo hộ từ thần niệm của cửu thiên huyền nữ. Tu Đức là chiến thần chi đạo, còn về băng long ngạo hàn, sau khi nhận được sự bảo hộ của thần niệm nữ oa thực lực tăng vọt. Giã tiên thiên hạ quy tâm, giờ đây số khí cũng vượt xa ma đạo. Nói đến tầm ảnh hưởng trên nhân gian, mỗi một người trong số ba người bọn họ đều mạnh hơn con rùa rụt cổ mang danh ma đạo tổ sư như tôi trong hàn hoang cổ địa này nhiều. Sau khi thần niệm tạ Lưu Vân vang lên, tôi liền quay về thành Thanh Khâu để đi gặp Khương Tuyết Dương. Ba người bọn họ không ở nhân gian truyền đạo quy tụ lòng dân đi, đến hàn hoang này làm gì? Tôi hỏi, đoán chắc rằng có liên quan đến việc giải phong ấn ở cổ địa núi không minh, Nam Giang đấy. Khương Tuyết Dương nói, cổ địa núi không minh từng là đạo trường của cổ ma Bách Lý Xuân Thu. Một nửa là đấng tạo hóa, một nửa là huyền quan của Bách Lý Xuân Thu hóa thành. Cổ trùng lưu độc, tà thú xuất ma, một khi nhập thế làm loạn, hậu quả không thể tưởng tượng. Nhân đạo trước đây đã từng phái một đạo binh tinh nhuệ gồm ngàn người đến cổ địa núi không minh thăm dò, toàn quân bị tiêu diệt. Tạ lưu vân tiến vào cổ địa cùng với thanh kiếm, khi quay lại toàn thân nhúm máu. Kể từ lúc đó, cao nhân tiên đạo cũng từng đi tra xét, nhưng không dám tiến vào sâu. Ý cô là bọn họ đến để thỉnh ma đạo xuất binh. Tôi hỏi, không phải, chút ít người ngựa này của ma đạo không thể lọt vào mắt bọn họ được, lần này bọn họ đến là vì cậu. Vì tôi sao? Ừ, Bách Lý Xuân Thu là người cuối cùng bị phong ấn trong cửu đại tà ma diệt thế, mà người phong ấn hắn cũng chính là ma đạo tổ sư năm đó. chương 273, Lai lịch của Phật gia 1 Trong thời đại hỗn loạn, vạn tộc tranh bá, đạo đức suy sụp, người quỷ bất phân trong những ngày đầu của đạo pháp quần ma loạn vũ ở nhân gian có vô số giáo phái tà ác được sinh ra cùng tam đạo trong số đó bách lý xuân thu được mệnh danh cổ thần là người mạnh nhất thành lập giáo phái cổ thần tông ở thập vạn đại sơn tại nam cương dùng cổ trùng để kiểm soát tâm trí của người khác số lượng tín đồ phát triển lên đến những người vạn ở thời đại hỗn loạn nhân đạo tiên đạo mà đạo chỉ có duy nhất một lần liên thủ với nhau là để tiêu diệt cổ thần tông trong trận chiến cuối cùng ở núi không minh tiền đạo Ngọc Hoàng đã mượn phách thể để chiến đấu với thân thể tà ma cao trăm trượng của Bách Lý Xuân Thu, đạo đức thiên tôn niệm chú làm phép để thanh tẩy ma ý, mà đạo tổ sư mang kiếm sát tiến vào huyền quan của Bách Lý Xuân Thu, tiêu diệt nguyên thần của hắn. Tuy thân thể Bách Lý Xuân Thu đã chết, nhưng huyền quan vẫn chưa sụp đổ hoàn toàn, có một nửa hòa thành một thể với thế giới chủ, hình thành nên núi không minh. Vì điều này mà trong núi không minh luôn lưu lại chút ý chí của cổ ma, truyền thuyết kể rằng đợi đến khi thời đại hỗn loạn một lần nữa xảy ra, ý chí cổ ma sẽ được đánh thức và trùng tụ với ma thân. Hiện tại thiên tôn không xuất hiện, thần minh quý vị, nếu như cổ ma thực sự trùng tụ với ma thân, nhân gian sẽ lâm nguy mất thôi. Người tiêu diệt nguyên thần của hắn là ma đạo tổ sư, nếu cổ ma sống dậy tất nhiên sẽ không buông tha cho ma đạo. Đoạn nhân quả này là do ma đạo tổ sư gieo xuống, theo lẽ thì tôi sẽ là người hoàn trả. Cho nên cổ địa núi không minh, dù thế nào đi nữa tôi cũng phải tự mình đi xem xét tình hình một chuyến cho dù ý chí cổ ma có sống lại thì muốn trùng tụ với ma thân cũng không phải là chuyện trong thời gian ngắn có thể làm xong được tôi đoán lần này tạ lưu vân đến tìm cậu cũng chỉ là muốn đến núi không minh thăm dò một phen xem xem cổ ma chi lực mạnh yếu thế nào đó khương tuyết dương nói nếu như vậy thì tôi đi cùng bọn họ một chuyến là được sau khi tôi và khương tuyết dương đưa ra quyết định liền đi đến gặp tạ lưu vân sau một năm không gặp thần niệm của tạ lưu vân rõ ràng càng khí thế hơn nhiều tôi là chủ hắn là khách nhưng sau khi hắn đi đến đại điện, khách chủ đổi ngược, tôi hoàn toàn bị khí thế của hắn lân át. Không chỉ có tạ Lưu Vân cường thế như vậy, mà tên băng long ngạo hàn cũng mặt mũi kinh khi, ánh mắt hắn nhìn tôi thập phần bất kính. Hắn ta vốn là hậu duệ băng giáp giác ma long oanh liệt của ma đạo, đã tách khỏi ma đạo làm thủ lĩnh của giã tiên, không những không biết xấu hổ, thậm chí còn vô cùng tự đắc. Mộ dung nguyên duệ như cũ đeo mặt nạ thanh đồng băng lãnh trên mặt, nhìn không ra biểu cảm gì. Khí thế của cô ấy không mạnh như tạ Lưu Vân, so với ngạo hàn thì lại một chín một người nhìn thấy cô ấy tôi liền nhớ đến lời cô ấy nói một khi mặt nạ được gỡ xuống cô ấy sẽ tự tay giết chết tôi cho dù không có nhân quả năm đó thì việc cô ấy là tiên đạo còn tôi là ma đạo số mệnh chúng tôi đã định sẵn là kẻ địch của nhau dù là tạ lưu vân hay là cô ấy đều là người mà tôi không muốn trở thành kẻ địch tiếc rằng chúng tôi đều là quân cờ trên bàn cờ thiên đạo không thể tự do hành động theo ý mình được nếu như không có tam đạo phân tranh nếu như năm đó thiên đạo chỉ có một đạo cứu thế thì tam giới sau này cũng đã không bị tác động hàng tỷ sinh linh cũng đã không chịu ảnh hưởng bởi trận chiến phong thần rồi chỉ là nếu như chỉ có một đạo sẽ là cai trị theo lối thuận theo tự nhiên xếp hạng cao thấp hay là hữu giáo vô loài đây có nghĩa thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ không phải là ma đạo của tôi rồi phản đồ ma đạo người vậy mà vẫn còn mặt mũi đến thành thanh khâu sao lưu phong sương nhìn ngạo hàn hừ lạnh một tiếng rồi nói không chỉ Lưu Phong Sương không giỏi che giấu tâm tư tức giận, mà người của hồ tộc Thanh Khâu cũng khinh khi ngạo hàn. Thấy người của hồ tộc Thanh Khâu lộ rõ vẻ tức giận đối với hắn, ngạo hàn cười khinh một cái, liền muốn bộc lộ ra uy áp của rồng. Cơ thể vẫn chưa động đậy, chân mày đã cao lại. Trên sân luyện binh bên ngoài đại điện, A Lê Tay kéo cung tên điêu khắc tròn như trăng rằm, tên trên dây đã điều hướng nhưng không bắn đi. Ngạo hàn, nếu người nghĩ phá quân không có ở đây mà dám làm càn ở thành Thanh Khâu này, thì có thể thử tên của A Lê. Khương Tuyết Dương lạnh lùng nói, tiến của A Lê, Ngạo Hàn vẫn còn ấn tượng. Lúc đó, Liễu như thị dẫn bảy vạn giã tiên công đánh thành thanh khâu, chính A Lê đã bắn tên từ núi Trung Nam, bắn gãy cả lệnh kỳ trong tay liễu như thị. Luận về Tu Vi, A Lê có thể không phải là đối thủ của Ngạo Hàn, nhưng một khi đã bị A Lê khóa chặt thời cơ trước, dù là tạ Lưu Vân thì cũng không nắm chắc phần thắng được đâu. Ngạo Hàn chỉ đến đây làm khách mà thôi. Ngạo Hàn thu liếm thần niệm, nhẹ giọng trả lời, biết điều vậy thì tốt. Khương Tuyết Dương nói, chương 274, lai lịch của Phật gia 2. Sau khi khách và chủ đều ngồi xuống, Tạ Lưu Vân vào thẳng vấn đề, đề cập đến sự việc cổ địa núi không minh. Bách Lý Xuân Thu mượn vu cổ để chứng đạo chưa thành, hóa thành ma quỷ tàn sát muôn dân, trong thời đại hỗn loạn không biết đã làm hại bao nhiêu sinh linh. Giờ đây núi không minh đã xuất thế, vừa hay ứng nghiệm dụ ngôn lúc đó. Nếu như để hắn trùng tụ ma thể, nhân gian tất sẽ gặp đại loạn. Tạ Lưu Vân nói, Tôi đã biết chuyện này rồi, đạo hữu Lưu Vân trước khi đến đây chắc đã có chủ ý trước rồi, không biết có tính toán gì. Tôi nói, nguyên thần của Bách Lý Xuân Thu lúc đó đã bị ma đạo tổ sư một kiếm chảm diệt, một khi xuất thế át là kẻ thù lớn sống chết của ma đạo, vẫn là thỉnh ma đạo cho người theo tôi đến núi không minh để thăm dò một phen. Tạ Lưu Vân nói, các ngươi định cho bao nhiêu người đi đến núi không minh? Tôi hỏi, lần này chỉ là đi thăm dò ý chí chi lực của cổ ma mạnh yếu ra sao, chỉ cần tinh nhuệ không cần số lượng nhiều, nhân đạo cử tôi, tiên đạo là mộ dung tiên tử, giã tiên do ngạo hàn đảm đương. Không biết ma đạo định sẽ cử ai, mặc dù hắn đang hỏi ma đạo định cử ai, nhưng nhìn qua trận tướng của bọn họ, ma đạo chúng tôi chỉ có tôi đi mới phù hợp thân phận. Như vậy thì, ba nhà đạo môn cử đi đều là người cầm cờ, còn ngạo hàn là thủ lĩnh giã tiên. Thời đại mạt pháp vẫn chưa kết thúc, trận hảo kiếp này cũng chỉ vừa mới bắt đầu. Tạ Lưu Vân sẽ không nhân thời điểm này mà bày mưu hãm hại tôi đâu. Huống hồ bây giờ Thùy Hỏa không ở đây, trong thành thanh khâu người có tu vi cao nhất là tôi. Khương Tuyết Dương tuy không từng nói về cảnh giới tu vi hiện tại của cô ấy, nhưng cô ấy không thể rời khỏi hàn hoang, còn Bạch Hà Sầu mới chỉ là hợp đạo. Mà A Lê là át chủ bài của ma đạo, chưa phải lúc thật sự cần thiết thì tôi không muốn để A Lê xuất tiến. Có những người như vậy đó, không cần phải thường xuyên ra tay để khiến người khác khiếp sợ, càng ra tay nhiều sẽ càng khiến kẻ thù hiểu rõ hơn mà thôi. Bắn tên từ núi Trung Nam, bắn gãy cờ lệnh của Liễu Như Thị, tiến pháp như vậy đã khiến Ngạo Hàn vô cùng rẻ chừng, tạ Lưu Vân cũng kiêng rẻ A à Lê như vậy. Tôi cùng đi với mọi người vậy, tôi nói, như vậy là tốt nhất, tình thế cấp bách, thỉnh mong đạo tổ thu thập hành trang, theo tôi lập tức xuất phát. Tạ Lưu Vân nói, trước khi đi, tôi cùng Khương Tuyết Dương, Bạch Hà Sầu và những người khác tạm biệt. Bọn họ vô cùng âu lo cho lần đi núi không minh này của tôi, nhưng cũng biết rằng tôi bắt buộc phải đi, lần này ba nhà cử đi đều là người cầm cờ, nếu tôi không đi, ma đạo sẽ bị xem là yếu đuối, hèn nhát, không dám nhập thế ứng kiếp. Đúng lúc tôi chuẩn bị theo bọn họ thì Phật gia đột nhiên xuất hiện, bảo có lời muốn nói với tôi. Tôi theo cô ấy đến phòng của cô ấy, sau khi vào phòng Phật gia xé giải băng trên mặt. Phật gia chỉ khi xem cờ mới để lộ tuệ nhãn, cho nên tôi không hiểu cô ấy đang muốn làm gì, cũng không nhìn vào mắt cô ấy. Sư huynh, cậu quay lại nhìn tôi đi. Phật gia nhẹ giọng nói, tôi xoay người nhìn vào mắt cô ấy, sau đó phát hiện tuệ nhãn như lưu ly vỡ vụn của cô ấy giờ đây biến thành một màu đen như mực. Sao mắt của cô lại thay đổi rồi? Tôi thất kinh hỏi, có phải huynh vẫn hiếu kỳ tại sao tôi có thể nhìn thấu thế giới bên trong chấn hồn quan không? Phật ra hỏi, ừ, tôi gật đầu bởi vì đó giờ thứ tôi sở hữu vốn dĩ không phải là tuệ nhãn. Sư huynh, có thể đây là lần cuối tôi gọi cậu là sư huynh rồi, sau khi cậu đi, có thể tôi cũng phải rời khỏi. Phật ra nói cô ấy sẽ không đi ngay bây giờ nhưng cũng không thể tiếp tục ở lại đợi đến khi tôi từ núi không minh trở về cô muốn đi đâu tôi hỏi đi đến nơi mà tôi phải đến sau khi tôi đi nhân gian sẽ không còn uy nhu nữa trên trời dưới đất cũng sẽ không còn uy nhu nữa đâu phật ra lặng lẽ nhìn tôi nói tôi trầm mặc một hồi trả lời có một nơi vẫn luôn có đó ở đâu trong tim tôi nói xong tôi liền kéo cô ấy vào lòng ôm thật chặt có một số tình cảm tôi trước giờ chưa từng nhắc đến Thực ra từ lần đầu tiên trên thuyền tại đàm cửu long bắt gặp tuệ nhãn của cô ấy tôi đã động lòng vì cô ấy rồi. Trước giờ chưa có đôi mắt nào khiến tôi thương tâm đến vậy nhưng lúc đó tôi đã quyết tâm cưới thủy họa rồi, phần tình cảm này vẫn luôn chôn sâu trong tim tôi. Tôi chưa từng nghĩ sư huynh cũng thích tôi đó. Phật gia gục trên ngực tôi nhẹ nhàng nói, bây giờ cô đã biết rồi đấy, nhưng tiếc rằng tôi vẫn phải đi, tôi đến nhân gian là vì muốn hoàn trả món nợ nhân quả mà tôi nợ huynh. Uy nhuy tuy rằng chưa làm việc gì cho huynh, nhưng đã cho huynh được mấy chục năm an ổn. Giờ đây hạo kiếp sáng thế, tôi cũng nên về làm tròn trách nhiệm của mình rồi. Nhân vật lớn của âm ti là cô đúng không? Tôi hỏi, ừ, Phật gia không phủ nhận. Kỳ thực, khi Thùy Họa nói âm ti có nhân vật lớn đang ở nhân gian luân hồi, tôi đã đoán ra được là ai rồi. Cái mà Phật gia sở hữu thực sự không phải là tuệ nhãn mà biệt bảo sử dụng. Đó chỉ là hiện tượng giả, cái cô ấy nắm giữ là đôi mắt u minh. Đôi mắt u minh động sát cửu u, như việc thiên đế nhìn xuống nhân ra vậy, thân phận của Phật gia căn bản cũng không cần đoán. chương 275, rắn lớn ở đầm lầy 1. Cái chết của ma đạo tổ sư ở hoàn hồn nhai đến giờ vẫn luôn là một bí ẩn của ma đạo, bởi vì không ai biết vì sao ma đạo tổ sư lại muốn đến âm ti. Phá quân vác đào đến âm ti một là vì muốn báo thù cho ma đạo tổ sư, hay là muốn điều tra rõ nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết năm xưa của ma đạo tổ sư. Bây giờ nghe Phật gia nói như vậy, tôi mơ hồ ngộ ra, việc năm xưa ma đạo tổ sư đi đến âm ty chắc chắn có liên quan đến phật gia sau khi phật gia trở về từ âm ty ký ức của cô ấy lúc ở trần thế cũng bị xóa bỏ giống như những gì cô ấy đã từng nói từ giờ trở đi trên trời dưới đất sẽ không còn uy nghi nữa nếu có cũng chỉ là kẻ thù của ma đạo tổ sư một trong số những thủ phạm hại chết ma đạo tổ sư sau khi từ biệt phật gia tôi cùng đám người tạ lưu vân xuất phát chúng tôi đi rất nhanh mỗi người đều có phép thần thông hai ngày sau bốn người chúng tôi đã đến nam cương tức là phía nam tân cương thập vạn đại sơn ở nam cương từ xưa đã là cấm địa ở nhân gian không chỉ có hiểm họa từ nọc độc của cổ trùng mà còn có yêu thú hoành hành không biết có bao nhiêu yêu thú hung tợn ẩn nấp ở đó lúc trước khi thành thái vân gặp nạn những yêu thú đó chính là từ một trăm ngàn ngọn núi này xông ra hiện giờ thập vạn đại sơn vẫn như cũ chỉ có thành thái vân đã sớm trở thành cát bụi của lịch sử cùng với sự gia tăng dân số thành thái vân đã bị nhấn chìm bởi con người Vô số thành phố đã được xây dựng ở trên di chỉ năm xưa. Con người bành trướng quá nhanh, rất nhiều những thành phố biên giới bảo vệ những vùng quan trọng của loài người đều đã trở thành những thành phố nội địa với dân số tăng nhanh. Cũng chính vì như vậy, một khi Thập Vạn Đại Sơn gọi ra một loạt yêu thú như năm xưa, người bị thương e rằng phải lên tới con số hàng triệu. Ngay cả hiện tại khi tin đồn về việc cổ trùng truyền độc đã xuất hiện, vẫn còn rất nhiều thành phố tiếp giáp với Thập Vạn Đại Sơn cực kỳ nguy hiểm. Chỉ vì không còn đường lui, theo kho kinh ghi chép, vào thời Thái Cổ, thiên đạo và thần ma tranh đấu trong vũ trụ hư không, có một tên ma đầu trước khi chết đã xông vào nhân gian, biến cơ thể yêu quái cả vạn trưởng của mình thành thập vạn Đại Sơn. Từ đó về sau, thập vạn Đại Sơn liền trở thành cấm địa trốn nhân gian, chỉ nuôi dưỡng ma quỷ gian tà, trướng khí và nọc độc, trở thành kẻ thù của chúng sinh. Ngay cả vào thời điểm hưng thịnh nhất của đạo giáo, cũng không có ai dám phá hết thập vạn Đại Sơn này, bởi vì ma ý ở đây đến thiên đạo cũng chỉ biết thở dài, không thể nào chứ có tận gốc. Ma cổ Bách Lý Xuân thu chính bởi vì nhìn chúng điều này, nên mới dựng nên đạo trường ở sâu trong thập vạn Đại Sơn. Sau này, do cổ thần tông gây họa ở nhân gian, tam đạo mới bắt buộc phải liên thủ để chống lại. Thực ra tu vi của Bách Lý Xuân Thu không cao hơn của tam gia đạo tổ là mấy, chỉ là hắn ta mượn ma ý khổng lồ từ thập vạn Đại Sơn. Với lại lúc ấy đạo môn mới xuất hiện, vẫn chưa có nhiều cao thủ thiên tôn, thần linh cũng chưa quan tâm đến nhân gian. Khung cảnh lúc ấy giống với bây giờ một cách lạ kỳ, vào thời mặt Pháp Thiên Tôn không xuất hiện, chư thần đều trở về trời, nếu cổ ma lại xuất hiện trở lại, tam đạo cũng sẽ phải bó tay, chỉ có thể cùng nhau liên thủ lần nữa. Núi không minh nằm ở phía tây của thập vạn Đại Sơn ở Nam Cương, hiện giờ biên giới của tộc người ở phía tây đã bị quốc gia phong tỏa, các làng mạc và thị trấn xung quanh đều vắng lặng không một bóng người, chỉ cảm thấy được oán khí ngút trời, tự ý nồng đường. Bây giờ là lúc chập trọn tối dễ gặp phải ma quỷ, nên chúng tôi không dám sơ suất, bèn đáp mây xuống một ngôi làng. Ngôi làng này đã đổ nát từ lâu, vừa vào đã ngửi thấy mùi hôi thối của xác chết thối giữa. Nơi đây một năm trước từng có đại loạn, chính phủ lúc đó lấy cớ do lũ lụt thiên tai để che giấu. Bây giờ xem ra, cổ địa của núi không minh có lẽ đã bắt đầu bị gỡ bỏ phong ấn từ lúc đó rồi. Ngôi làng nhìn có vẻ không có gì khác lạ, nhưng thôn dân ở đây không phải do chuyển đi nơi khác, mà là tất cả đều bị cổ trùng giết chết. Hàng trăm thi thể không còn máu thịt, đến xương đều chuyển thành màu đen quỷ dị. Những ngôi làng giống như thế này vẫn còn rất nhiều, tính sơ những tộc người chết vì cổ trùng có lẽ phải lên đến cả chục ngàn rồi. Sau khi ý chí của cổ trùng thức tỉnh, muốn ngưng kết thành yêu thể, nó cần hút huyết khí từ vật sống, cũng giống như việc ong hút mật vậy. Thả ra vô số cổ trùng hút lấy huyết khí, sau đó đem số huyết khí đó trở về núi Không Minh cho ý chí của ma cổ hấp thụ và tu luyện để ngưng kết thành yêu thể không chỉ mỗi nhân loại gặp phải tai ương mà tất cả những sinh linh nhỏ bé ở thập vạn đại sơn đều sẽ trở thành vật tế chỉ có những kẻ mạnh cùng giống loài mới có thể tiếp tục sống sót mục đích chuyến đi này của chúng tôi là để xem trong núi không minh rốt của còn bao nhiêu tàn lưu ý thức của ma cổ có phải tất cả đều đã thức tỉnh không và bác lý xuân thu có phải đã bắt đầu ngưng kết yêu thể rồi không lúc này trời đã tối đen chúng tôi không tiếp tục đi đến núi không minh mà ở lại ngôi làng đổ nát này để tĩnh dưỡng chương 276, rắn lớn ở đầm lầy 2. Ngày thứ hai sau khi trời sáng, chúng tôi tiếp tục lên đường đến núi không minh. Đang đi trên đường, trên trời bỗng có một tầng mây đen bay đến, nhìn kỹ mới phát hiện đây là một đàn rơi đen hung ác, số lượng khó có thể đếm được. Cổ ma Bách Lý Xuân Thu rất giỏi trong việc điều khiển độc trùng gây hại, năm ấy khi tam đạo tấn công cổ thần tông, hắn từng tạo ra sát trận với hàng vạn con rơi, không biết bao nhiêu đệ tử của đạo môn đã chết trong trận đó. Nhìn cả bầy rơi đen lúc này, chắc là đang đến nhân gian hút máu đây. Thấy vậy, tạ Lưu Vân liền dứt khoát tế lên thanh kiếm cái tam ngũ chảm tà, nói, ngăn bọn chúng lại, nếu bọn chúng xông vào nhân gian không biết sẽ tàn sát bao nhiêu bách tính nữa. Nói xong tạ Lưu Vân liền ra tay, xong kiếm hợp bích, kiếm khí trực tiếp chém về phía đám mây đen kia, trên không trung liền rơi xuống một trận mưa máu màu đen. Đàn rơi bị kiếm khí quấy nhiễu, lập tức quay lại bổ nhào về phía chúng tôi. Tướng mạo của đàn rơi đen vô cùng xấu xí, mỗi con to tầm lòng bàn tay, tụ vào nhau dày đặc, chỉ nhìn thôi cũng khiến ra đầu tê dần. Chúng phát ra tiếng kêu kỳ dị in tai nhức óc, tiếng này nối tiếp tiếng kia, tạo thành một làn sóng âm, tấn công trực tiếp vào ngũ quan lục thức của con người. Chúng còn chưa tới gần, lòng tôi đã dâng lên cảm giác ghê tởm tới muốn buồn nôn. Phản ứng của mộ dung nguyên duệ là mạnh nhất, cô ấy là con gái, đối với những sinh vật nhỏ bé xấu xí như thế này là mẫn cảm nhất, sợ rắn sợ chuột là bản năng của phụ nữ, nên cô ấy nhìn không nhịn được mà liên tục lùi về sau tiên tử xin đừng sợ, để Ngạo Hàn giết hết bọn chúng. Nói xong Ngạo Hàn liền biến thành nguyên hình băng long, băng long màu xanh lam nhạt với thân dài khoảng 30, to bảy thước uốn mình bay lên trời, xông về phía đàn rơi đen cùng một tiếng gầm. Người xưa nói rất hay, vỏ quyết giày có móng tay nhọn. Uy lực của long tộc vừa phát ra, lập tức kinh sợ hàng ngàn con rơi khiến chúng run sợ mà lũ lượt rơi xuống đất. Lúc này kiếm khí của tạ Lưu Vân vẫn đang tung hoành, không hề kiêng rẻ vung kiếm chém giết trong bầy rơi, cơn mưa máu màu đen ộ uế liên tiếp nổ tung trên không trung. Tôi cũng ra tay vào lúc này, ngạo hàn dùng tiếng gầm của rồng để tấn công trận của đàn rơi đen, tạ lưu vân dùng thanh kiếm cái tam ngũ chảm tà chém chết đám rơi đen trên không trung. toàn bộ những con rơi rơi xuống đất này đều do tôi chém chết. Tu hành cùng với A Lê, tiến bộ lớn nhất chính là tốc độ xuất kiếm của tôi. Lúc bấy giờ số lượng rơi tuy nhiều, nhưng cũng không đến mức dày kịt như mưa, kiếm khí của tôi còn chưa phóng ra, chỉ dùng thanh vấn thiên đã có thể đâm xuyên qua tim chúng trước khi chúng rơi xuống rồi một lúc sau toàn bộ đàn rơi đen đều bị ba chúng tôi giết sạch không còn một con trong đó hơn nửa là chết bởi kiếm khí của tạ lưu vân và hơi thở băng giá của băng long ngạo hàn số tôi giết còn chưa bằng một phần tiếp tục lên đường tạ lưu vân dẫn đầu còn tôi theo sát phía sau ngạo hàn vì muốn thân thiết với mộ dung nguyên duệ nên đi cùng với cô ấy ở phía sau sau khi đã đi khoảng nửa giờ chúng tôi đi đến một đầm lầy trước mặt diện tích đầm lầy rộng đến mức phóng mắt nhìn không thấy biên giới không ngừng sủi lên bọt khí hôi thối bong bóng sủi lên tạo thành một tầng mây vàng trên trời mây vàng là do chướng khí tạo nên nơi này không thể ngự không chúng ta phải lội nước đi qua thôi dưới đáy đầm lầy vô cùng nguy hiểm hôm ấy khi tôi thăm dò núi không minh đã bị một con rắn nhiều màu tấn công tạ lưu vân nói mùi hôi từ đầm lầy vô cùng khó chịu nhưng vì sợ quấy nhiễu độc trùng ở dưới đáy nên chỉ có thể tiến lên từ từ mặc dù chúng tôi đã hết sức cẩn thận nhưng khi đi được nửa đường vẫn kinh động tới hung thần phía dưới một con rắn lớn sặc sỡ từ dưới đầm lầy bò lên đầu ngẩng cao hình dáng không khác mấy so với thú thân của thường nhị lang lúc đầu thần thức còn mạnh hơn hắn mấy phần con rắn từ phía xa bơi nhanh về phía chúng tôi hai con mắt khổng lồ tỏa ra ánh sáng âm u màu xanh lá miệng phát ra tiếng rít khe khe lại là nó hôm đó bị kiếm của tôi đả thương không ngờ nhanh như vậy đã khôi phục sức mạnh rồi Nghe tạ Lưu Vân nói vậy, tôi mới nhận ra rằng trên thân rắn quả thực có vài chiếc vảy mới mọc ra. Khi đó ngươi không giết chết nó à? Tôi bèn hỏi, tôi sợ quấy nhiễu đến nhiều tà linh, nên lúc xuất kiếm có chút rè dặt. không ngờ nó ra thô thịt dày, kiếm khí chỉ có thể đả thương mấy tấm vảy của nó. Lưu Vân sư huynh, nếu như lần trước huynh đã làm nó bị thương thì lần này nhìn thấy huynh lẽ ra nó phải trốn đi mới đúng, vì sao nó vẫn dám xuất hiện vậy? Mộ Dung Nguyên rệ hỏi, con gái quả nhiên là kỹ tính, mặc dù không nói nhiều nhưng vừa hỏi đã đánh trúng trọng điểm. Ngay khi cô ấy vừa nói xong, tôi liền cảm thấy một trận chấn động từ dưới đáy đầm lầy truyền tới, tiếp đó là vô số chỗ nhô lên khắp nơi to lớn như đồi núi. Sau đó, không biết bao nhiêu rắn từ trong đó chui ra, tất cả đều có cùng kích thước với con rắn ban nãy, ước chừng bằng mắt phải tầm trăm con. Hàng loạt những con rắn lớn tập hợp và đồng loạt bò lên, rất nhanh đã vây lấy bốn người chúng tôi. Một con bất kỳ cũng tương đương với thú thân kỳ cổ của thường nhị lang lúc trước, bây giờ hàng trăm con rắn cùng ra khỏi hang, chỉ cần bị bọn chúng nhìn chằm chằm bằng con mắt xanh biết thôi cũng đủ khiến người ta sởn gai ốc. chương 277, Chiến thần chi đạo 1 Không ngờ rằng chúng tôi còn chưa đến núi khổng minh thì đã gặp phải nguy hiểm đến sinh mạng, ngay cả cao thủ như tạ Lưu Vân cũng mất đi sự điềm tĩnh vốn có. Sao ở đây lắm rắn vậy? Tôi hỏi, theo ghi chép của kho kinh, trong thập vạn Đại Sơn có một tộc rắn ba xa, đầm lầy trước mặt này có lẽ là chỗ ở của bọn chúng. Tạ Lưu Vân đáp, Rắn ba xà có 5 màu, xanh, đỏ, đen, vàng, tím, thông thường chỉ có hai màu đen và tím, khi tức giận đầu rắn sẽ càng đỏ hơn, lúc nhả ra khí độc, phần bụng của nó sẽ xuất hiện màu xanh rực rỡ. Những con rắn trước mặt sặc sỡ nhiều màu, chắc chắn là rắn ba xà rồi. Rắn ba xà khác với trường tiên liễu tiên của giã tiên ở quan ngoại, chúng không tu đạo cũng không tích công đức, chỉ dựa vào hút huyết khí của sinh linh để tu luyện thành nguyên hình thú thân. Mặc dù không biết phép thần thông, nhưng vì bị nhiễm ma thuật ở thập vạn đại sơn chúng căm ghét tất cả sinh linh sát niệm còn ghê gớm hơn cả xà yêu nếu thật sự đánh nhau xà yêu cùng cảnh giới của giã tiên quan ngoại chắc chắn không phải là đối thủ của rắn ba xà lúc này chúng tôi đã bị chúng bao vây trùng trùng trên trời dưới đất đều không còn đường lui chỉ còn cách liều mạng với bọn chúng mộ dung nguyên duệ vì đeo mặt nạ đồng nên không thể nhìn ra biểu cảm gì còn ngạo hàn thì vẫn kiêu ngạo như cũ hắn thân là băng long sẽ không bị thần niệm của xà ma áp bức cho nên áp lực mà hắn chịu cũng sẽ không nặng nề như chúng tôi. Hơn nữa, huyết mạch của rồng là thứ mà bách độc đều không thể xâm phạm, tất nhiên là mạnh hơn ba người chúng tôi nhiều rồi. Lúc này, ba xà mặc dù bao vây không công kích chúng tôi, nhưng trong miệng chúng lại bắt đầu nhả ra làn khí độc màu xanh. Khí độc dày đặc, từng đợt một ập về phía chúng tôi. Cơ thể hóa thánh chỉ có thể làm sức sống đột phá cực hạn, nhưng không thể ngăn cản khí độc xâm nhập vào cơ thể. Loại khí độc này xanh biếc u ám, không cần nghĩ cũng biết là vô cùng đáng sợ rồi. Vào lúc tôi đang vì chuyện này mà ảo não, liền nhìn thấy mộ dung nguyên duệ lấy ra một chiếc bình sứ trắng như tuyết và đổ ra hai viên đan hoàn. Cô ấy tự mình uống một viên, sau đó nói với tạ Lưu Vân, đây là tuyết phách thanh linh đan của Côn Lôn, người cũng uống một viên đi. Tiên đạo Côn Lôn rất giỏi trong việc luyện đan, tuyết phách thanh linh đan được chế tạo từ xương của hoa tuyết liên, sau khi uống sẽ khiến bách độc bất xâm, có ngàn vàng cũng khó mua được nó. Tạ Lưu Vân không khách khí cầm lấy nuốt luôn, sau khi cảm ơn liền hỏi, mộ dung tiên tử, đan dược này chỉ có hai viên thôi sao? Ừ, mộ dung nguyên duệ đáp lời, sau đó liền tiện tay vứt luôn bình xứ vào trong đầm lầy. Cô ấy vứt cũng không xa lắm, vừa đúng một trượng trước mặt chúng tôi. Tạ Lưu Vân nháy mắt với tôi, tôi hiểu ý của hắn, hắn muốn tôi vứt bình xứ kia lên. Côn lôn trước giờ chưa từng thiếu tiên đan linh dược, trong bình xứ kia chắc chắn còn tuyết phách thanh linh đan, chỉ là mộ dung nguyên duệ ghi thù tôi nên mới không chịu đưa cho tôi uống mà thôi lúc này khí độc đã sắp tràn vào cơ thể tôi cũng không để ý mặt mũi gì nữa tôi lội về phía trước dùng kiếm vấn thiên lôi chiếc bình lên trước khi nó sắp bị bùn đất nuốt lấy mở nút chai ra quả nhiên bên trong vẫn còn sót lại không ít tuyết phách thanh linh đan tôi lấy một viên ra rồi nuốt xuống biết đây là đan dược quý hiếm tôi bèn cất bình xứ vào lòng không lo việc nhà không biết củi gạo đắt hiện giờ nền tảng ma đạo đã không còn đồng nghĩa với việc phải bắt đầu lại từ đầu, đừng nói không có loại đan dược quý hiếm như tuyết phách thanh linh đan, đến đan dược trị thương bình thường cũng cực kỳ khan hiếm rồi. Thấy tôi nhặt bình của cô ấy lên, mộ dung nguyên duệ khinh thường nhìn tôi nói, trước đây cũng biết ngươi vô liêm sỉ, không ngờ sau khi trở thành ma đạo tổ sư ngươi vẫn không biết tự ái như vậy. Tuy rằng tôi đã trả xong món nợ với cô ấy ở đảo Bồng Lai, nhưng mỗi khi nhớ lại khuôn mặt của cô ấy dưới chiếc mặt nạ bằng đồng, lòng tôi lại nhói lên âm ỉ. Thế nên trước sự nhạo báng của cô ấy, tôi chỉ có thể làm ngơ. Bọn rắn ba xà phun độc một hồi lâu, thấy chúng tôi đứng im không động liền nổi cơn thịnh nộ, đầu rắn ngày càng đỏ rực. Chúng giết lên từng hồi, trườn về phía chúng tôi, vải của rắn ba xà rất chắc chắn, lúc trước với kiếm khí của tạ Lưu Vân cũng chỉ đả thương mấy tấm vải của nó, hiện giờ đối mặt với hàng trăm con rắn vây quanh tấn công, mọi người đều không dám sơ suất. Tạ Lưu Vân song kiếm hợp bích, kiếm hùng thư tam ngũ chảm tà tỏa sáng rực rỡ. Bởi vì không gian có hạn nên băng long ngạo hàn không thể ngự không, chỉ có thể chiến đấu dưới hình dạng con người, dùng sức mạnh của tiên thiên quý thủy biến thành một con dao hai lưỡi bằng băng dài ba thước. Mộ dung nguyên duệ tuy rất ghét đàn rơi đen nhưng không hề sợ rắn ba xà, lúc này cô tế lên pháp kiếm, ngưng kết ra cả pháp thân. Tôi và tạ Lưu Vân đều nhập đạo bằng kiếm và đi trên con đường thánh hóa cơ thể, còn mộ dung nguyên duệ lại từng bước ngưng tụ nguyên thần để hợp đạo, thế nên chỉ có cô ấy mới có pháp thân. Pháp thân của cô ấy cực kỳ đặc biệt, Pháp thân của cao thủ bình thường hợp đạo giống hệt bản tôn, còn pháp thân của cô ấy thì khác xa bản tôn. Chương 278, Chiến thần chi đạo 2. Bản thân Mộ Dung Nguyên Duệ đang mặc một chiếc đạo bào trắng như tuyết, nhưng pháp thân của cô ấy lại là một thân lưu hỏa, chỉ có trên mặt đeo cùng một chiếc mặt nạ đồng. Mộ Dung tiên tử, xin hỏi cô thuộc đại đạo nào? Tạ Lưu Vân cũng là lần đầu tiên nhìn thấy pháp thân của Mộ Dung Nguyên Duệ, kinh ngạc hỏi. Chiến thần chi đạo, Mộ Dung Nguyên Duệ bình thản đáp nói xong còn vô ý liếc tôi một cái. Có tin đồn rằng mộ dung nguyên duệ đã vào điện của chiến thần cửu thiên huyền nữ để tu hành và còn nhận được sự chiếu cố từ thần niệm của cửu thiên huyền nữ. Lúc này nghe cô ấy nói đạo mà mình hợp là đạo chiến thần, mới biết rằng lời đồn đại không phải là giả. Cửu thiên huyền nữ là một trong những chủ thần được tiên đạo kính trọng, nắm giữ quản lý binh bộ của thiên đình. Trong trận chiến phong thần, thống binh phá quân đánh đầu thắng đó, nhưng chỉ bại dưới mỗi cửu thiên huyền nữ. Quân binh cũng xảo trá, Đặc điểm lớn nhất của Chiến Thần chi đạo là ngũ hành viên mãn, chiếm hết thiên thời địa lợi. Cửu Thiên Huyền Nữ bản tôn có thể điều khiển Tiên Thiên Mậu Thổ chi khí, có thể ngưng tụ thành tứ đại pháp thân, lần lượt điều khiển Tiên Thiên Canh Kim, Tiên Thiên Quý Thủy, Tiên Thiên Ly Hỏa, Tiên Thiên Ất Mộc. Một người có thể tạo thành Tiên Thiên ngũ hành trận, sức chiến đấu tuy không bằng phá quân, nhưng nhờ vào Tiên Thiên ngũ hành trận nhiều lần vây khốn phá quân. Đợi đến lúc phá quân dùng Nhất Pháp Diệt Vạn Pháp thoát ra ngoài, binh sĩ dưới trướng đã bị đại quân của cửu thiên huyền nữ tiêu diệt không còn một mống. Hiện giờ mộ dung nguyên duệ vẫn chưa trở thành bản tôn, nhưng đã nhất pháp song tương thể hiện thiên phú kinh người. Bản tôn sát khí bức người, hiển nhiên là đang thao túng thiên thiên canh kim, pháp thân lưu hỏa nghe thường sở dĩ có cảm giác như thần hồn bị đốt cháy, là vì cái mà nó thể hiện chính là dáng vẻ của ly hỏa. Tạ Lưu Vân nghe cô ấy nói ra bốn chữ chiến thần chi đạo, khẽ thở dài một tiếng, nói chiến thần chi đạo là một trong những đại đạo mạnh nhất, mộ dung sư đệ thật là có cơ duyên. Người cũng đâu có kém, kiếm trung Nam Sơn khiến Phủ Vân cũng phải kinh sợ, đại đạo mà ngươi hợp e là cũng không kém kiếm tiên của Lữ Thuần Dương năm đó là bao đúng không? Mộ dung Nguyên Duệ nói, tạ Lưu Vân cười khẽ, hắn không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận. Trong lúc tạ Lưu Vân và mộ dung Nguyên Duệ người hỏi người đáp thì lũ rắn đã xông đến trước mặt chúng tôi. Con rắn bị tạ Lưu Vân đả thương lúc trước bật lên không trung và lần nữa lao về phía hắn lần trước tạ lưu vân đả thương nó vẫn chưa dùng hết sức lần này ra tay dứt khoát không hề do dự kiếm khí của thanh thư hùng tam ngũ chảm tà bộc phát vung kiếm chém ngang chỉ nghe một tiếng bụp lớn vang lên con rắn đã bị hắn chặt mất đầu trên không trung máu tươi hôi tanh liền tuôn ra như thác xác rắn vừa rơi xuống nước đã bị những con rắn khác nuốt trừng cảnh tượng này khiến chúng tôi không dám nhìn không ngờ ba xà lại độc ác như vậy sau khi con ba xà mà tạ lưu vân giết bị ăn sạch chỉ còn lại mỗi bộ xương trắng tiếp tục lại có con ba xà khác tấn công chúng tôi. Tuy rằng ba xà sau khi nhập ma đã không còn sợ chết, nhưng vẫn sót lại ý thức trốn tránh nguy hiểm. Kiếm khí của tạ Lưu Vân quá mạnh, thêm ngạo hàn mang trên mình sự áp bức của long tộc, thế nên mục tiêu công kích mà chúng lựa chọn lần này là pháp thân ly hỏa của mộ dung nguyên duệ. Ba con rắn đồng thời phóng lên cao, nhào về phía pháp thân của mộ dung nguyên duệ mà cắn xé. Mộ dung nguyên duệ cười lạnh, thanh kiếm pháp sư trai chám trong tay bắt đầu bùng lửa, miệng hét lên, liệt diễm phẫn thân, long tức từ kiếm hỏa diệm truyền ra một tiếng gầm cực lớn sau đó trên mũi kiếm ngang nhiên xuất hiện một cái đầu rồng nó phun ra ngọn lửa lớn hình quạt thiêu đốt ba con rắn kia ba xà chỉ bị thu hút bởi màu đỏ đâu có biết rằng thân nữ nhi nhìn có vẻ yếu mềm này lại có thể điều khiển tiên thiên ly hỏa chi khí chúng không thể tránh khỏi bị tiên thiên ly hỏa đốt cháy thân rắn tiếng kêu thảm thiết lũ lượt vang lên chúng vội vàng lao vào trong nước để cố gắng dập tắt ngọn lửa trên mình nhưng tiên thiên ly hỏa vừa chạm vào đã bén lửa ngay quý thủy làm sao có thể dập được lửa, cho dù đã lặn xuống bùn thì chúng vẫn liên tục giết lên thảm thiết. Sau hai lần thất bại, cả bầy ba xà đã nổi giận, chúng đồng loạt nhảy sổ lên sông về phía bốn người chúng tôi. Kiếm khí của tạ Lưu Vân vô cùng phóng khoáng, một mình hắn có thể dễ dàng chặn bọn rắn ở hướng bắc lại. Còn cây thương ba đầu hai dao bằng băng trong tay băng long ngạo hàn khua nhanh đến mức gió không lọt nổi, hơn nữa hắn còn mang huyết mạch của băng long, trời sinh đã có thần lực, chắc chắn hắn cũng có thể ngăn chặn công kích của ba xà từ phía nam. Pháp thân của mộ dung nguyên duệ đã bị ba xà phá vỡ sau khi liên tiếp thi triển hai lần thuật pháp ly hỏa. Pháp thân đã bị phá nhưng bản tôn vẫn không bị ảnh hưởng. Cô ấy tế kiếm và đọc khởi lôi quyết. Sấm sét có năm loại, lần lượt là ất mộc chính lôi, bính hỏa dương lôi, quý thủy âm lôi, canh kim kiếp lôi và mậu thổ minh lôi. Mộ dung nguyên duệ bản tôn có thể điều khiển tiên thiên canh kim, thứ cô ấy triệu hồi cũng chính là canh kim kiếp lôi sáng rực rỡ. Vì cô ấy đang đứng ở phía tây nên canh kim kiếp lôi cũng từ phía tây đến, bọn ba xà bị từng đợt sấm đánh chết đang thống thiết giết lên không dứt. Chỉ có duy nhất tôi ở phía nam là phải tốn nhiều sức nhất để đối phó với bọn ba xà. chương 279, Cổ Vương Ngàn Mắt một So với ba người bọn họ, tôi đang ở trong tình thế nguy hiểm nhất. Cảnh giới của tôi không bằng tạ Lưu Vân, kiếm khí của hắn sắc bén đến mức có thể xuyên qua lớp phải của ba xà. Còn nếu tôi muốn làm được như vậy, chỉ có thể liên tiếp sử dụng chiêu thất sát kiếm, mở ra một vùng kiếm khí may ra mới làm được. Đám ba xà bao vây tấn công khiến tôi không có cơ hội tung ra liên hoàn chiêu, hơn nữa kiếm của tôi cần phải di chuyển. Đạo môn dùng kiếm nhập đạo nên không trọng chiêu thức kiếm, nhưng thất sát kiếm của tôi được tạo ra từ sự kết hợp trong kiếm pháp của võ đạo, cho nên cần phối hợp với vị trí của kiếm chiêu mới có thể phát huy sức mạnh. Lúc này bốn người chúng tôi mỗi người chấn thủ một phương, nếu tôi thường xuyên di chuyển, ba xà chắc chắn sẽ tấn công ba người họ từ phía sau hoặc bên cạnh. Sức chiến đấu của ba xà tương đương với đỉnh cao hợp đạo, trừ tạ lưu vân ra, Ngạo Hàn và Mộ Dung Nguyên Duệ đều không thể địch lại quân địch bao vây tứ phía. Ở nơi hàn hoang tôi đã có những nhận thức hoàn toàn mới về kiếm, tôi đắm chìm trong kiếm ý của võ đạo đến mức không thoát ra được, đến Khương Tuyết Dương cũng nói rằng kiếm của tôi chịu ảnh hưởng lớn từ võ đạo, có xu hướng bỏ gốc lấy ngọt, nhưng tôi luôn tin rằng mình có thể kiến tạo một con đường mới khác với những người đi trước. Nếu đã không thể xuất thất sát kiếm liên hoàn chiêu, tôi muốn thử uy lực của kiếm ý hiện tại của tôi. Kiếm ý là sự hiểu biết về căn nguyên của kiếm, hiểu biết càng nhiều thì kiếm ý càng mạnh. Căn nguyên này chỉ thuộc về kiếm, có sự cao quý của kiếm, sự kiêu ngạo của kiếm, sự sắc bén của kiếm và chủ tâm của kiếm. Sau khi kiếm khách đã hoàn toàn hiểu về kiếm, kiếm chiêu sẽ trở nên không còn quá quan trọng nữa. Tùy ý xuất kiếm, chỉ dựa vào kiếm cũng có thể tiêu diệt địch. Điều đó không có nghĩa là sau này tôi có thể từ bỏ thất sát kiếm, thất sát kiếm xuất kiếm vô hối, đoạt hết sát cơ của thiên địa, nó sẽ còn là con át chủ bài của tôi trong một thời gian dài sắp tới. Trừ khi ngày nào đó tôi có thể nắm vững toàn bộ quy luật của thất sát, lúc đó tùy ý xuất kiếm cũng có thể phát huy sức mạnh của kiếm đến cực đỉnh. Lúc này khi đối mặt với sự bao vây tấn công của Ba Sa, tôi đã từ bỏ việc thi triển thất sát kiếm, mà thôi thúc phát ra kiếm ý của huyền quan để đánh giáp lá cả với Ba Sa giống như kiếm khách của võ đạo, tập trung đánh vào đôi mắt và trái tim của chúng. Cận chiến với Ba Sa là một chuyện cực kỳ nguy hiểm, may rằng lúc trước tôi đã uống tuyết phách thanh linh đan, nếu không chỉ cần chúng phun nọc độc thôi cũng đủ khiến tôi mất mạng rồi. Đôi mắt cực to của ba xà khi bị mũi kiếm xuyên qua liền trào ra huyết thanh màu xanh biếc, bắn tung tóe lên khắp đầu và mặt tôi. Chỉ con mắt bị thương thì ba xà sẽ không chết, lực đạo va và đập vào người tôi mạnh đến mức tuy thân thể đã hóa thánh cũng không thể chịu nổi. Ba xà có thể nuốt được một con voi, miệng rắn mở ra chu vi một trượng. nếu tránh không kịp thì cả người và kiếm của tôi đều sẽ vào bụng rắn, sau đó từ trong bụng sông ra ngoài. Cứ như vậy, tôi liều mạng tranh đấu với ba Sa, vừa phải cố gắng né đòn tấn công của chúng, vừa phải nghĩ cách tìm ra chỗ hiểm và một đòn kết liễu chúng tuy rằng tình hình cuộc chiến đang rất thê thảm toàn thân đã có vô số vết thương nhưng tôi vẫn luôn cắn răng cố thủ tại trận không trùn bước không để con xà ba nào từ chỗ tôi xông vào trong càng đánh càng thành thục nhận thức về kiếm ngày càng được mở mang tốc độ xuất kiếm của tôi ngày càng nhanh và chính xác hơn những loại kiếm ý võ đạo khác nhau đều có thể tùy ý xuất chiêu kiếm tung ra lúc thì hoa nở phú quý lúc thì lưu hương suốt đêm nên hãy để từng bông hoa của sự giết chóc được nở rộ cũng may tuyết bao phủ huyền quan của tôi kiếm ý không còn bị thiếu hụt như trước có thể nói là lấy không hết dùng không cạn lúc giết chết con ba xà cuối cùng tôi phát hiện cả ba người kia đang nhìn chằm chằm vào tôi này tạ lan không ngờ ngươi lại theo đạo vũ song tu bây giờ ta càng hối hận rồi tạ lưu vân thở dài một cách nặng nề nói tôi hiểu hắn ta tiếc nuối điều gì bởi vì tôi là người được chọn để kế thừa mệnh cách thất sát của ma đạo tổ sư không chỉ tạ Lưu Vân lộ rõ sự nuối tiếc, đến ánh mắt mà ngạo hàn nhìn tôi cũng chứa mấy phần sát ý, chỉ có mộ dung nguyên duệ đeo mặt nạ nên tôi không thể nhìn rõ biểu cảm của cô ấy. Tôi dùng ống tay lau đi vết bẩn trên mặt, sau đó tiếp tục đi với họ, hai giờ sau cuối cùng chúng tôi cũng đến được núi Khổng Minh. Núi Khổng Minh bị làn sương mù màu đen bao phủ, từ xa nhìn vào liền có thể cảm thấy được một luồng tà khí. Thay vì gọi đây là một ngọn núi, chỉ bằng gọi là một khu rừng đá. Đỉnh núi cao chót vót giống như con quay màu đen cắm vào mây đen trên trời, trên thân núi còn có vô số hố hốc lớn nhỏ dày đặc. Lớn thì như cái hang, nhỏ thì chỉ bằng lỗ cây kim. Lúc đầu đạo trường của Cổ Thần Tông chính là ở trong huyết luyện thâm nguyên sâu trong rừng đá này, nơi đây có tất cả 72 đỉnh, mỗi đỉnh núi đều có vô số trùng cổ ký sinh, giống như đàn ong đang bảo vệ vực sâu huyết luyện. Tạ Lưu Vân nói, trước khi đến đây tôi đã nghe một tiền bối trong tiên đạo nhắc đến Mỗi một đỉnh trong số 72 đỉnh núi này đều được bảo vệ bởi một cổ vương có sức mạnh tương đương với cảnh giới của nửa bước thiên tôn, chưa kể dưới trướng chúng còn có hàng ngàn hàng vạn con cổ trùng tà ác ký sinh, không phải đại quân thì khó mà diệt hết. Mộ Dung Nguyên Duệ nói, chương 280, cổ vương ngàn mắt hai. Ừ, nếu hôm nay chúng ta đã tới đây rồi, chắc chắn phải đi vào vực sâu huyết luyện xem rõ ngọn ngành. Chút nữa mọi người nhớ phải thu lại thần niệm, cẩn thận tiến lên, chỉ cần kinh động tới bất kỳ một trùng vương nào trong 72 đỉnh núi này, chúng ta cũng sẽ khó mà giữ được mạng. Trong núi không minh bị sự im lặng chết chóc bao phủ, tối tăm mịt mù. Chúng tôi đi qua giữa những đỉnh núi, cố nín thở, thậm chí còn có thể nghe thấy nhịp tim của nhau. Mặc dù đã rất cẩn thận nhưng tôi vẫn có cảm giác bị một hung thú nào đó nhìn chằm chằm, cứ như có người đang ở trong bóng tối thầm theo dõi tôi. Sau khi vượt qua ba đỉnh núi, chúng tôi phát hiện thi thể của một người tu hành, từ bộ quần áo tàn tạ, Mộ Dung Nguyên Duệ đã nhận ra đây là người thuộc tiên đạo của cô ấy. Ngày trước từng có tất cả bảy vị cao nhân nửa bước thiên tôn đến núi không minh để điều tra, chỉ có thiên sơn bạch vân đạo nhân là không quay về, không ngờ là bị rơi xuống nơi này. Mộ Dung Nguyên Duệ buồn bã nói, khác với những dân làng bị giết bởi cổ trùng, da của bạch vân vẫn y nguyên như cũ, chỉ có máu là không còn, làn da hiện lên màu tím đậm. Hai mắt của hắn mở to, chết không nhắm mắt, mộ Dung Nguyên Duệ không nhẫn tâm nhìn, liền vuốt mắt giúp hắn, ngay khi đôi tay trắng ngần của cô ấy vừa chạm vào má Bạch Vân Đạo Nhân thì hai con người đang trừng to của hắn bỗng nhiên lăn ra khỏi hốc mắt. Mộ Dung Nguyên Duệ bị dọa nên không kìm được hét lên một tiếng, xung quanh lập tức truyền tới vô số cảm giác thần niệm, sát cơ bắt đầu ngưng tụ, không biết đã kinh động biết bao hung thú. Ngay khi chúng tôi trở nên cảnh giác để nhận biết nguy hiểm đến từ đâu, thi thể của Bạch Vân Đạo Nhân đang nằm trên đất đột nhiên bắt đầu run nhẹ. Sau đó chúng tôi thấy vô số côn trùng màu đen bò ra từ hốc mắt của hắn, tiếp đó cùng lúc phun ra từ mũi và miệng, côn trùng ồ ạt trào ra, lít nha lít nhít, chỉ nhìn thôi cũng tê dần cả ra đầu. Mộ Dung Nguyên rời hoảng hốt, theo bản năng niệm chú kim quang. Nơi này tối đen một vùng, kim quang lóe lên vô cùng bắt mắt, từ trong bóng tối chuyển tới vô số tiếng sột soạt. Xung quanh bóng xuất hiện rất nhiều chấm đỏ, từng đôi từng cặp. Cùng lúc đó, từ trên đỉnh của ngọn núi gần chúng tôi nhất, một luồng thần niệm vô cùng mãnh liệt và mạnh mẽ tới quan sát chúng tôi. Biết mình đã phạm sai lầm, mộ dung nguyên duệ liền nhanh chóng thu lại kim quang hộ thể nhưng đã quá muộn rõ ràng chúng tôi đã làm giấy lên sát cơ ở nơi đây thi thể của bạch vân đạo nhân vốn chỉ là miếng mồi nhử từ lúc mộ dung nguyên duệ chạm vào hắn ta thì chúng tôi đã trúng kế rồi hôm đó tôi cũng vì rơi vào sát trận nên cuối cùng đành phải tàn sát đẫm máu để thoát ra khỏi núi không minh lần này e là phải tay không trở về rồi tạ lưu vân nói bây giờ chúng ta chỉ mới kinh động tới cổ vương của một đỉnh núi sợ gì chứ tới bao nhiêu giết bấy nhiêu thôi Ngạo Hàn nói, tới nước này rồi tôi cũng không cam lòng bỏ cuộc, chúng ta đánh không lại 72 đỉnh, nhưng chỉ kinh động tới một hai đỉnh thì chúng ta có thể thử xem, vừa hay nhân cơ hội xem thử sức mạnh của cổ thần tông. Tạ Lưu Vân quyết định nghênh chiến, bốn người chúng tôi mỗi người một góc, một lần nữa tạo thành chiến trận. Mộ Dung Nguyên Duệ lúc trước đã ngưng tụ pháp thân một lần rồi, trong thời gian ngắn không thể ngưng tụ ra pháp thân thứ hai, lần này chỉ có thể dùng bản tôn chiến đấu. Tôi đi lên đỉnh núi thăm dò trước, mấy người ở dưới này canh chừng. Ngạo Hàn nói xong liền hóa thành rồng bay thẳng lên đỉnh núi vừa phát ra thần niệm lúc nãy, hắn vừa bay trên trời vừa tỏa ra uy lực vô hạn của long tộc, đồng thời cũng ngưng tụ tiên thiên quý thủy chi khí từ trong cơ thể, chờ tới lúc lúc bay lên đến đỉnh, liền ngửa đầu phun ra từng luồng khí lạnh. Tuy cổ trùng có thể làm ngơ uy nghiêm của rồng, nhưng không thể làm ngơ tiên thiên quý thủy và khí lạnh của Băng Long. Khí lạnh từ trên đỉnh núi lan xuống, trong chốc lát đã có vô số cổ trùng phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhưng trong hang ổ của cổ vương lại không hề có động tĩnh gì bị sức mạnh của băng long áp đảo ngay cả những tiếng hành quân sột soạt xung quanh cũng nhỏ đi nhiều cuối cùng là chìm vào im lặng sau khi ngạo hàn trở lại mặt đất tạ lưu vân hỏi sao không thấy cổ vương có động tĩnh gì vậy tôi cũng không biết nhưng tôi thấy có một cái hang ở trên đỉnh núi chắc là cổ vương biết hắn không phải là đối thủ của tôi liền chui vào đó trốn rồi hang động tạ lưu vân nói xong đột nhiên thay đổi sắc mặt bởi vì đột nhiên có một tiếng động cực lớn phát ra từ dưới chân đỉnh núi đó Tiếp đó một bên sườn núi đổ sụp xuống, để lộ ra một phần cửa hang, một con quái thú khổng lồ với chiếc mai màu đen từ trong sông ra ngoài. Toàn thân quái thú bao phủ bởi lớp mai đen, từ trên xuống dưới mọc đầy gai, thân hình lớn phải đến vài trượng, mọc không biết bao nhiêu là chân, mỗi chiếc chân đều sắc bén như lưỡi đao, hai móng vuốt phía trước nhìn như hai chiếc rìu khổng lồ. Mắt của nó mọc ở trên lưng, phát sáng lấp lánh, không đếm nổi có bao nhiêu con mắt. Theo sau nó còn có vô số quái thú khổng lồ đồng loạt ùn ùn kéo ra cùng với sự tiến quân hàng loạt của chúng, mặt đất không ngừng rung chuyển, đến đỉnh núi cũng rung lắc không ngừng. Cổ vương ngàn mắt, tạ Lưu Vân kinh ngạc nói, theo kho kinh ghi chép, cổ vương ngàn mắt là một trong những cổ vương hung hiểm nhất trong núi không minh, sức chiến đấu xếp top 3 trong số 72 đỉnh núi. Chỉ huy tất cả run đất, rết, giận gỗ và nhiều loài sinh vật giáp xác khác ở dưới lòng đất. Cổ vương ngàn mắt vừa xuất hiện, những con trùng cổ ẩn nấp trong bóng tối lúc trước lại lần nữa kêu lên âm thanh sột soạt dày đặc như mưa. Chương 281, Cổ Vương ngàn mắt ba. Không lâu sau, côn trùng từ bốn phương tám hướng cùng nhau ùa ra. Sau lần bị ba xà vây khốn ở Đầm Lầy, chúng tôi lại tiếp tục rơi vào nguy hiểm. Sở dĩ năm đó phải liên hợp sức mạnh của ba đạo mới có thể trừ khử Cổ Thần Tông, không chỉ do lúc đó đạo môn mới xuất hiện, thực lực còn chưa lớn mạnh, ngoài ra còn có lý do liên quan đến trùng cổ. Giống loài trong thiên hạ chỉ cần có cửu khiếu thì đều có thể tu đạo, riêng trùng tộc chỉ có hai khiếu nên không thể tu đạo chỉ có thể tu ma. Tuy nhiên, chính vì chỉ có hai khiếu mà bọn chúng không biết sợ là gì, trời sinh miễn nhiễm với những đòn tấn công thuật pháp từ thần niệm. Giải thích cửu khiếu là chín lỗ của cơ thể con người gồm mắt, lỗ mũi, tai, miệng, niệu đạo, hậu môn. Hết giải thích, chúng sinh sản rất nhanh, số lượng đông đảo, nếu đạo môn muốn đối phó với chúng, chỉ có thể dựa pháp trận để diệt trừ chúng. Đây cũng là lý do vì sao năm đó phải tập hợp sức mạnh của tam đạo lại mới có thể hoàn toàn diệt trừ được cổ trùng. Hiện tại, chưa nói đến việc bách lý xuân thu liệu có thể lấy lại được ma thể hay không chỉ nhìn đám cổ trùng trước mắt bị ma ý tẩy não này đã là một tai họa của nhân gian rồi cổ nghìn mắt số lượng rất nhiều một khi chúng nhập thế ắt sẽ là đại họa của nhân gian hôm nay chúng ta thay trời hành đạo trước tiên phải tiêu diệt được con cổ vương nghìn mắt này tạ lưu vân nói xong liền rút thanh kiếm thư hùng tam ngũ chảm tà trên lưng ra khỏi vỏ và bay lên trời hợp hai thành một từ sau vụ ở núi trung nam tôi lại được thấy kiếm của hắn làm Lưu Vân kinh sợ một lần nữa, kiếm khí tràn ngập một vùng đất trời nơi đây. Đợi đến lúc hắn gọi thanh thư hùng tam ngũ chảm tà từ trên không trung quay trở về, từng đợt kiếm khí từ trên người hắn tỏa ra khắp mọi nơi. Một lúc sau, trừ những con trùng của tương đối lớn, còn lại những con côn trùng nhỏ đều bị kiếm khí của hắn tiêu diệt sạch sẽ, thương vong lên tới hàng triệu. Cổ vương ngàn mắt bị chọc tức, gầm lên một tiếng nặng nề rồi xông về phía chúng tôi. Cùng lúc đó, những con trùng cổ lớn còn sót lại cũng bắt đầu tiến lên bao vây chúng tôi. Tôi sẽ dùng kiếm khí chấn áp lại vòng vây của bọn chúng. Ba người các ngươi tự mình nghĩ cách đi. Tạ Lưu Vân nói, kiếm khí của Tạ Lưu Vân có tác dụng bức xạ trên phạm vi lớn. Nhờ có kiếm khí của hắn, chúng tôi sẽ không bị cổ trùng tiếp cận ngay lập tức. Rồng lớn ngạo hàn gầm lên một tiếng, một đợt khí lạnh lại được thổi ra hướng về phía cổ vương và đồng loại của nó phía sau. Đợt khí lạnh này đã dùng hết toàn bộ sức lực của ngạo hàn trừ cổ vương ngàn mắt tạm thời bị chậm lại nhưng vẫn có thể đi tiếp, còn lại những đồng loại đằng sau nó đều bị đông cứng ngay tại chỗ. Ngay lúc này, canh kiếp kim lôi do mộ dung nguyên duệ triệu hồi dáng xuống người bọn chúng, khiến chúng chu lên thống thiết. Còn tôi cũng đã bắt đầu thi triển thất sát kiếm từ lúc tạ Lưu Vân bắt đầu hành động, đến lúc cổ vương ngàn mắt thoát ra khỏi trận và chỉ còn cách chúng tôi 20 trượng. Kiếm thứ bảy vung ra, một vùng kiếm khí cuồn cuộn hướng về cổ vương ngàn mắt và đội vệ binh phía sau nó. Dù ra thịt cổ vương ngàn mắt dày đến mấy cũng không thể chịu được đòn tấn công từ làn khí lạnh tiên tiên quý thủy của ngạo hàn, canh kim lôi kiếp của mộ dung nguyên duệ và vùng kiếm khí của tôi, ba đòn tấn công này không hề yếu hơn đòn tấn công mà nửa bước thiên tôn liên thủ. Cuối cùng tôi dùng kiếm vấn thiên để mở ra kiếm ý của huyền quan, chặn lại và chém nó ra thành hai khúc. Con rết trăm chân, chết mà không ngã, cổ vương ngàn mắt sau khi bị chém làm đôi vẫn tiếp tục bò về phía chúng tôi. Tôi lại rút kiếm ra, lần này kiếm chém thẳng từ trên xuống, sau mấy nhát kiếm liên tục cổ vương ngàn mắt đã bị chém thành mấy khúc coi như đã dập tắt cơ hội sống của nó thân thể của cổ vương ngàn mắt đã chết nguyên thần của nó liền hóa thành một làn khói đen chạy trốn về phía vực sâu huyết luyện lúc này tạ lưu vân đột nhiên triệu hồi toàn bộ kiếm khí bao phủ trời đất tay cầm thanh hùng thư tam ngũ chảm tà chém về phía nguyên thần của cổ vương ngàn mắt xuyên qua không trung trong tiếng kêu thảm thiết vang lên giữa trời đất làn gió đen do nguyên thần của cổ vương hóa thành đã bị kiếm khí đánh cho tiêu tan theo gió hoàn toàn biến mất. Cổ Vương Ngàn Mắt vừa chết, cổ trùng ở khắp nơi liền bắt đầu bỏ chạy tán loạn, bốn người chúng tôi cuối cùng cũng từ bỏ việc đuổi giết sau khi đã giết được vô số con. Tuy rằng chưa thể trừ khử hết bọn chúng, nhưng nếu cổ vương ngàn mắt đã chết, bọn chúng có muốn tập hợp thành sát trận đại quân cũng là chuyện khó hơn lên trời. Trong 72 đỉnh núi, chúng tôi cũng coi như là đã diệt được cổ vương ngàn mắt của một núi rồi. Nếu như Tam Đạo hợp nhất, đâu có tai họa như thế này." Tạ Lưu Vân cảm thán nói. Tôi cũng nghĩ như vậy, đáng tiếc người như những quân cờ trên bàn, chỉ có thể mặc cho ông trời thao túng. Ngày hôm nay chúng tôi chỉ liên thủ để ứng phó với đại họa, chờ đến khi đại họa kết thúc, cũng chính là lúc cuộc chiến phong thần xảy ra lần nữa. Hoan lạc thú, ly biệt khổ, thử chung canh hữu si nhân nữ. Đây là mượn lời bài thơ mô ngư nhi nhạn khâu, tạm dịch, niềm vui thú khi hoan lạc, nỗi khổ lúc chia lìa, chung quy đều chỉ vì có tình si như người nam si tình kẻ nữ. Tôi quay lại nhìn mộ dung, thì phát hiện cô ấy cũng đang nhìn tôi. Cô ấy chân thành với tôi, tôi cũng chẳng phải là khúc gỗ, sao có thể không cảm nhận được. Huống hồ cô ấy còn mang dáng dấp của cô xạ tiên nhân, bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ thích cô ấy. Chỉ tiếc là quan điểm của chúng tôi không giống nhau, cho dù không vì thùy họa, tương lai cũng sẽ mừng hụt, thật sự đáng buồn. chương 282, Huyết luyện thâm uyên 1 sau khi đỉnh núi thứ ba trong thất thập nhị đỉnh của núi không minh bị bốn người chúng tôi liên thủ càn quét tứ phương, chúng tôi không vội vàng xông thẳng về phía trước, mà ngồi xuống điều chỉnh khí tức một lát mới tiếp tục khởi hành. Qua một hồi hợp lực hỗ trợ lẫn nhau vừa rồi, khiến trong lòng mỗi người chúng tôi đều có cảm xúc bùi ngùi. Năm ấy vào lúc Tam Đạo đứng trên cùng một chiến tuyến nhằm mục đích tiêu diệt Bách Lý Xuân Thu, chính là ba người ma đạo tổ sư, đạo đức thiên tôn và Ngọc Hoàng liên thủ chiến đấu, tương tự như chúng tôi ngày hôm nay. So với năm ấy, chỉ thêm một tên băng long ngạo hàn, lại vừa hay bù đắp vào khuyết điểm về thực lực của Tam Đạo chúng tôi nhớ tới ngạo hàn lòng tôi quả thật cảm thấy phức tạp khó diễn tả thành lời qua hai lần chiến đấu tôi đã nhìn ra tiềm lực vô hạn trên người hắn tiên đạo có hắn bên cạnh tương trợ vào thời đại mặt pháp nếu mà đạo chúng tôi muốn quật khởi thành công cho dù nhân đạo không ra tay cản trở thì chúng tôi cũng chẳng phải là đối thủ của tiên đạo đây không chỉ là nỗi lo âu của mình tôi tạ lưu vân nào có thể kê gối cao ngủ yên được sự tồn tại của ma đạo hiện giờ khá yếu cho dù bùng nổ cuộc chiến phong thần lần thứ hai cũng chưa chắc lấy ma đạo làm trọng tâm trong mắt nhân đạo, tiên đạo đã bá chiếm thiên đình suốt 3.000 năm nay, phong khởi luân lưu chuyển, đã đến lúc nhân đạo được lên nắm quyền hành rồi. Giải thích, phong khởi luân lưu chuyển ý là vận may không thể nào mãi mãi chỉ thuộc về một người, cuộc đời có lúc lên lúc xuống tương tự vật đổi sao rời. Hết giải thích, 3.000 năm mặt pháp, nhân đạo đã bành trướng thế lực ra vô số đạo lưu, tất cả đều vì gia tăng vận mệnh để trong tương lai có thể tranh đoạt thiên đình về tay mình. Còn về ma đạo, sợ rằng sớm đã không còn được bọn người này đặt vào mắt rồi cái gọi là đàn áp và ánh nhìn thù địch đối với ma đạo chủ yếu có liên quan đến ân oán thù hằn năm xưa trận chiến phong thần năm đó số đệ tử hai đạo tiên nhân chết trong tay ma đạo nhiều không đếm xuể không đề cập tới chuyện khác ba đệ tử nhân đạo của đạo tổ đạo đức thiên tôn toàn bộ đều do chính tay người của ma đạo giết chết mà nay thân thể ma đạo tổ sư đã hóa thành hư vô cả phá quân và tham lang năm đó cũng theo ông ta tan biến trở về cắt bụi rồi mối thù oán sâu nặng này không biết nên bắt đầu từ ai đây còn về sát phá lang đời này liệu có khả năng phá giải mệnh bàn vốn đã là một ván cờ chết, e rằng ngay cả bản thân họ cũng không tin. Sát phá lang trước đây cường đại có thể tam phương tứ chính, đó là bởi vì thời đại hỗn loạn đạo Pháp vẫn chưa hưng thịnh mà bây giờ, trải qua tẩy lễ từ trận chiến phong thần, tiên nhân hai đạo mỗi bên đều sở hữu số lượng lớn thiên tôn nhằm bảo vệ thế lực, nhưng ma đạo lại gần như toàn quân đều bị tiêu diệt. Vốn dĩ vẫn còn có ba vị thiên tôn chống đỡ, nhưng vì phá quân gặp phải kiếp nạn ở đàm cửu long mà liên lụy đến lưu phong bị kéo vào vũng nước đục nghỉ ngơi khoảng một canh giờ xong chúng tôi lần nữa xuất phát núi không minh tuy rộng minh mông vô tận mà chúng ta đã náo loạn ầm ĩ tạo ra động tĩnh lớn đến vậy theo lý mà nói giờ đây các thủ lĩnh khác đã cảm nhận được rồi chứ tại sao một chút phản ứng cũng không có tôi hỏi bách lý xuân thu không xuất hiện thất thập nhị đỉnh mỗi bên đều tự mình chiến đấu chỉ cần chúng ta không làm phiền đến địa bàn các thủ lĩnh khác bọn họ sẽ không ra mặt thay thiên mục cổ vương đâu họ sẽ chỉ cười trên nỗi đau của kẻ khác thôi kẻ mà chúng ta cần lưu ý là tế tư đến từ vực sâu huyết luyện bọn họ nhất định sẽ tới điều tra chân tướng tạ lưu vân nói tế tư ý của ngươi là trong vực sâu huyết luyện vẫn còn tồn tại người của cổ thần tông hả ừ năm đó bách lý xuân thu tuy đã chết mất xác rồi nhưng đệ tử cổ thần tông trong vực sâu huyết luyện vốn không hề bị tiêu diệt toàn bộ đều chạy trốn vào trong vực sâu huyết luyện mà nghe nói vực sâu huyết luyện đó có thể thông với căn nguyên ma ý của thập vạn Đại Sơn, chính là nguyên nhân dù đạo tổ tam đạo liên minh, tại thời điểm đó cũng không nguyện ý đích thân mạo hiểm. Tạ Lưu Vân nói, tương truyền sau khi tên đại ma đầu tội ác tài trời đó bị thiên đạo truy sát từ hư không vô tận xuống đến nhân gian rồi đánh chết, đã lấy thân mình hóa thành thập vạn Đại Sơn ở Nam Cương, trái tim bị chôn sâu dưới lòng đất, ma ý trong thập vạn Đại Sơn đều từ trái tim hắn chảy ra ngoài. Ma đầu đã chiến đấu tranh đoạt với thiên đạo, kể cả là thiên tôn cũng không có gan vì tiện động chạm đến cấm địa thuộc về riêng hắn. May mắn là lúc tên đại ma đầu tội ác tài trời đó chết thì ý chí cũng đã tiêu tán hết thảy, chỉ còn sót lại ma ý cuồn cuộn quái dị, bằng không giả sử như để hắn có cơ hội thức tỉnh, dưới thiên đạo sẽ không một ai đủ khả năng thu phục hắn, đó mới là kiếp nạn diệt thế thật sự. Tạ Lưu Vân nói, với năng lực toàn diện của thiên đạo thật sự không thể tiêu diệt được ma ý của thập vạn đại sơn hay sao? Mộ Dung Nguyên rời hỏi, chương 283, huyết luyện thâm nguyên hai thiên đạo bất nhân xem vạn vật như xúc vật thập vạn đại sơn vốn dĩ do thiên đạo cố ý giữ lại hỏng dáng tai kiếp làm khó nhân loại vừa hay khiến con người kính sợ sự tồn tại của hắn tôi nói quả không hổ là ma đạo tổ sư lời gì cũng dám nói hết tạ lưu vân trầm lặng nhìn tôi một cái nói tôi chỉ cười nhẹ không tiếp tục nhiều lời ma đạo tổ sư năm đó đã nói chúng sinh bình đẳng chính là tính cả thiên đạo vào trong đó nhân gian có khu vực cấm kỵ như thập vạn đại sơn tại âm ti có huyết hải phù đồ, thiên giới lại có chư thần hoàng hôn. Những gì gọi là đại nạn tam giới, chính do ba nơi này dẫn phát mà thành. Chỉ là nói một cách tương đối thì, thập vạn đại sơn của nhân gian là đại nạn khó lòng vượt qua nhất. Bởi vì nhân loại quá yếu đuối, mà nhân tâm đã thay đổi không còn kính ngưỡng trời đất, tất nhiên sẽ phải gánh chịu nhiều hình phạt từ thiên đạo nhất. Thiên giới và âm ti sớm đã bị thiên đạo nắm trong lòng bàn tay, riêng mỗi nhân tâm thiên đạo lại không cách nào khống chế được đã là khởi nguồn của ma ý tồn tại trong thập vạn đại sơn, vì sao từ hỗn loạn đến mạt pháp chỉ xuất hiện một cổ ma chứ? Mộ Dung Nguyên Duệ lại đặt câu hỏi, mê hoặc nhân tâm, trừ cổ ra, có tà ma nào cả gan trực tiếp hấp thụ ma ý từ trái tim của đại ma đầu lợi hại đó chứ? Vì thế, tuy trong thập vạn đại thần có rất nhiều tà ma, cũng chỉ có cổ ma Bách Lý Xuân Thu mới dám điều khiển cổ trùng thoải mái hấp thụ ma ý từ chính khởi nguồn của ma ý mà thôi, cuối cùng thành công ngưng tụ được ma thể dài trăm trượng. Tạ Lưu Vân nói núi không minh không thể phân biệt được ngày hay đêm, bước từng bước thận trọng dè dặt ước chừng khoảng nửa ngày, tôi nhìn thấy trong đám sương mù dày đặc phía trước xuất hiện huyết khí mù mịt, tà ác ghê tởm. Trước mặt chính là vực sâu huyết luyện, nơi này ngũ hành rối loạn, mọi pháp thuật thần thông đều không cách nào phát huy, mộ dung tiên tử tốt nhất vẫn nên đứng đợi ở chỗ này thì hơn. Tạ Lưu Vân nói, trong bốn người chúng tôi, chỉ có mộ dung nguyên rể tu hành pháp thuật thần thông, kiếm khí của tôi và tạ Lưu Vân không nhập ngũ hành, băng long ngạo hàn thì sở hữu huyết mạch băng long, cho dù không sử dụng tiên thiên quý thủy, vẫn còn long thể mang sức mạnh kinh người ta vẫn sẽ đi cùng các người. Mộ Dung Nguyên Duệ bình tĩnh nói, cô ấy là con gái, ở đây lại chỉ có một mảnh tối đen u ám, không biết chừng còn ẩn chứa vô vàn nguy hiểm, hơn phân nửa đều là mấy động vật bò sát như trùng rắn rết. Đừng nói là cô ấy, cho dù bảo tôi ở lại đây thì tôi cũng không có lá gan đó. Cũng được, cứ để tạ lan trông chừng cô, kiếm của hắn nhanh. Không cần đâu, ta đi cùng ngạo hàn được rồi. Nhắc đến tôi, ngữ khí của mộ dung nguyên duệ ngay lập tức chuyển sang lạnh lẽo. Càng tiến về phía trước, huyết khí lại ngày một nồng đậm hơn, một ngạt đến mức khiến ngũ cảm lục thức của người ta khó mà bình ổn. Hiệu quả của tuyết phách thanh linh đan chỉ có giải độc, mà trong đám huyết khí này bao hàm sức mạnh ý chí của cổ ma, có thể ngay lập tức mê hoặc nhân tâm. Cứ đi mãi, bỗng nhiên đằng trước xuất hiện một ánh sáng màu đỏ. Ánh sáng màu đỏ yếu ớt lấp lóe chiếu đến chỗ chúng tôi, không ngừng tản ra thần niệm đợi nó đến càng lúc càng gần, tôi mới nhìn rõ thứ ánh sáng đỏ kia vậy mà lại tỏa ra từ một huyết nhãn tà ác ghê sợ. Mà ngay khi chúng tôi nhìn thấy huyết nhãn khổng lồ kia, trong con người sắc bén của nó đã chiếu rọi bóng hình của bốn người chúng tôi. Chính tại thời khắc đó, thanh thư kiếm trắng tuyền như ngọc phát trên lưng tạ lưu vân bay vút lên cao, đâm thẳng tới huyết nhãn kia. Chỉ nghe một tiếng xoẹt, huyết nhãn nổ nát tan, thư kiếm xoay một vòng bay về, tạ lưu vân kéo một mảnh vải đạo bào để lau chùi, thế mà vết máu trên thân kiếm trắng tuyền như ngọc lại không thể lau sạch được. Tạ Lưu Vân thở dài một hơi vô cùng tiếc nuối nói, huyết nhãn kia là nhãn tuyến cổ thần tông tôn thờ, bắt buộc phải loại bỏ. Giải thích nhãn tuyến ý chỉ cơ sở ngầm, hết giải thích, hắn vừa mới dứt lời, đám xương dày đặc phía trước lại lần lượt lấp ló vô số huyết nhãn. Tạ Lan, mau ra tay, đừng dùng kiếm khí, không dùng kiếm khí, vậy chỉ có thể dựa vào kiếm ý của võ đạo, ngay tức thì tôi triển khai bộ kiếm xuyên hoa hồ điệp do đường nhân lý hạo sáng tạo ra lấy tốc độ nhanh như tia chớp để hành động xuất ra chiêu kiếm nháy mắt phá nát hết toàn bộ huyết nhã cùng tu luyện với a lê không những giúp tốc độ kiếm pháp của tôi nâng cao thân pháp cũng đồng thời đạt đến thăng cấp vượt trội kiếm xuất tùy tâm thân thể theo ý muốn mà hành động lúc lùi lại về phía sau tôi cũng học theo tạ lưu vân lau chùi thân kiếm máu tanh trên kiếm vấn thiên càng nhiều hơn rồi cũng bắt trước hắn thở dài trên thanh thư kiếm của ta có bổ chú Minh Văn, chạm khắc trận pháp, bị huyết khí với bẩn mới xót xa, kiếm của người vốn là sát kiếm, làm gì phải than thở thế hả? Tạ Lưu Vân tức tối nói, kiếm này là của người khác tặng cho tôi, nếu tôi không chăm sóc nó cẩn thận, thật hổ thẹn với ân tình tặng kiếm. Nói xong, tôi mới ý thức được trong lời nói có phần hơi xem thường mộ dung nguyên duệ Với hoàn cảnh và lập trường của hai người chúng tôi hiện nay, mấy lời này vốn không nên nói ra khỏi miệng. Ô, ai tặng kiếm cho người thế? Tạ Lưu Vân còn chê sự tình không đủ náo nhiệt, cố ý biết rõ mà gặng hỏi. Thử tâm hiệu khiết như minh nguyệt, thiên nhai hà xứ bất côn lôn lôn. Nghĩa là tâm này trong sáng như ánh trăng, khắp thế gian nơi nào cũng có thể là côn lôn, trích theo lời dịch của chú Ngư. Kiếm này, do chính tay vị tiên tử côn lôn nào đó ban tặng đấy. Một câu này của tôi nhưng mang hai ý, vừa đáp lại nghi vấn của hắn vừa đâm vào chỗ đau trong lòng hắn.